Tập 31. Sư phụ đến từ lúc nào vậy ạ? Đến được mấy ngày rồi. Nghe tin con đến Tinh Đấu Xâm Lâm, còn đúng là cho ta một bất ngờ lớn. Nhanh như vậy đã đột phá cánh cửa cấp 30 rồi. Đó chẳng phải là nhờ sư phụ dạy dỗ sao? Vậy ta có dạy con hấp thu hồn hoàn của hồn thú không rõ số tuổi không? Không. Vậy mà con còn dám lỗ mãng làm như vậy? Con để biết nhân diện ma chủ nguy hiểm tới mức nào? Nếu như con gặp nạn, ta biết ăn nói với cha con thế nào đây? Con là đệ tử duy nhất của ta, không được ta cho phép, còn không được chết, biết chưa? Sư phụ, con sai rồi. Tiểu Tam, con có một khuyết điểm rất không tốt. Sau này nó sẽ luôn đem đến phiền phức cho con. Là gì ạ? À? Người nói đi, con nhất định sẽ thay đổi. Đây vừa là khuyết điểm, lại vừa là ưu điểm của con. Con coi trọng tình cảm quá, quan trọng hơn cả tính mạng của con. Người biết rồi ư? Nếu như không phải vì Tiểu Vũ, con tuyệt đối sẽ không lỗ mãng hành sự thiếu suy nghĩ như vậy. Hôm nay ta mắng con là muốn con nhớ lấy. Cho dù là ở đâu, lúc nào, con đều phải bình tĩnh duy trì tư duy và phán đoán. Cho dù là người quan trọng nhất với con gặp nguy hiểm trong tình huống như vậy, con lại càng phải bình tĩnh. Chỉ khi bảo vệ được bản thân, con mới có cơ hội cứu người. Rất nhiều chuyện không phải cứ lỗ mãng là có thể giải quyết được. Con hiểu chứ? Sư phụ, con nhớ rồi. Vậy để ta xem thu hoạch lỗ mãng của con lần này ra sao. Làm ngân thảo mảnh mai hơn rồi, có vẻ sáng bóng hơn trước. Mùi tanh ngọt nhẹ này chắc là do hấp thụ độc tố của nhân diện ma chủ. Tiểu Tam, bao lấy cái cây kia đi, kéo hết sức xem sao. Làm ngân thảo của con tuy mảnh, nhưng độ sắc bén lại càng cao hơn. Quả nhiên không tồi. Được rồi, Tiểu Tam, lại đây. Sư phụ, sao vậy? Lần hấp thụ này tuy rất mạo hiểm, nhưng thu hoạch cũng vô cùng thích đạt. Nhân diện ma chủ tăng cường cho Lam Ngân Thảo rất nhiều. Không những khiến Lam Ngân Thảo sắc bén hơn, mà độc tố còn giúp Lam Ngân Thảo có khả năng ăn mòn. Nhưng ta vẫn phải nhắc nhở con, lỗi sai như vậy không được phép mắc lại lần nào nữa. Ta không mong người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Sư phụ, Đường Tam đảm bảo sau này sẽ không lỗ mãng như vậy nữa. Tốt, đứa trẻ ngoan. Nào, để ta xem hồn kỹ thứ ba của con đi. Khi xưa nguồn kinh tế của đồng môn chủ yếu đến từ việc chế tạo ám khí của ngoại môn. Tranh chân giải linh kiện có thể đảm bảo công nghệ của đồng môn không bị truyền ra ngoài. Lần trước thấy chu cắt thần nỏ của huynh, ta nghĩ nếu như có thể, hy vọng thông qua đồng môn đặt mua ám khí đeo tay của huynh, chỉ ít có thể giúp ta và tộc nhân có năng lực tự vệ. Nếu như cũng kinh doanh tại nơi này, thu nhập sẽ không còn là vấn đề nữa. Như vậy, chỉ cần tìm một xưởng rèn ổn định để hợp tác, ta có thể an tâm tu luyện, lại nghiên cứu được ám khí mạnh mẽ hơn. Huy hoàng của đường môn nhất định sẽ được tái hiện ở đấu la đại lục này. Các người xem binh khí mà chúng ta rèn, đây là do thợ rèn hàng đầu của chúng ta làm đấy. Xin hỏi đây có phải xưởng rèn lớn nhất Tác Thác Thành không? Tiểu tiên sinh, cần gì vậy? Ta muốn đặt riêng một lô hàng. Muốn rèn cái gì thì nói với ta là được. E rằng người không quyết định được chuyện này. Ừ.
Tiểu tử, có thể giải thích đây là thứ gì không? Các ngài không cần biết, chỉ cần nói cho ta biết có làm được không thôi. Ta muốn 20 món, phải dùng tinh thiết thượng đẳng, tốt nhất là thiết tinh. Thiết tinh? Đó không phải số lượng nhỏ đâu. Hay là để người lớn trong nhà của người tới nói đi. Đại thúc, thúc là hồn sư đúng không? Chả lẽ người cũng vậy? Nói riêng có được không? Đi theo ta. Cơ thể cường tráng, ánh mắt chuyên chú, lực tay vững vàng. Xem ra đây đúng thuộc toàn thợ rèn lâu năm. Sao họ lại ở đây? Ta là Thiết Long, ta là Thiết Hổ. Cẩn thận đấy. Hai đứa nó là con trai sinh đôi của ta, Thiết Long, Thiết Hổ. Tuy tuổi không lớn, nhưng cũng đã có được chân truyền của ta, là thợ rèn tốt nhất trong xưởng. Nếu như được, ta muốn nhờ hai người họ rèn những thứ này. Nếu như hợp tác thành công thì đương nhiên không thành vấn đề. Mời. Vậy người muốn hợp tác với chúng ta thế nào? Thiết đại thúc, như vậy đi. Ta trả trước 100 kim hồn tệ làm tiền đặt cọc. Nhờ các người rèn một bộ ra trước. Nếu như chất lượng không có vấn đề gì thì tiếp tục hợp tác. Tiền đủ đấy. Nhưng ta muốn có thêm một phần đảm bảo. Người là hồn sư, có thể cho ta xem thủ trát hồn sư của người không? Thủ trát hồn sư là tượng trưng cho thân phận hồn sư và ghi chép về việc tiến giai, quan trọng như tôn nghiêm của hồn sư vậy. Thường sẽ không dễ dàng lấy ra, nhưng trước mắt nếu muốn biểu thị thành ý. Lịch đấu la năm 2637, đăng ký ở Vũ Hồn Phân Điện Nặc Đinh Thành, Vũ Hồn Lam Ngân Thảo, là vũ hồn vô dụng. Đáng tiếc thật. Hòa đã. Đại hồn sư? Đúng vậy. Người chỉ mất 3 năm đã thành đại hồn sư. Ta vừa có được hồn hoàn thứ 3, còn chưa kịp đi đăng ký. Cho nên thủ trác không có ghi ta đã trở thành hồn tôn 3 cái. Lại có 3 cái hồn hoàn. Đứa trẻ này còn nhỏ như vậy. Cha, nghe nói có một vụ làm ăn lớn. Lại gặp mặt rồi, hai vị Thiết đại ca. Là ngươi, A Long, A Hổ, các người quen đường tam hồn tôn. Cha, cha còn nhớ lần trước huynh đệ chúng con thua hai thiếu niên ở đấu hồn tràng không? Đường tam là 102 người. Lúc đó nếu không có đường tam ra tay ngăn cản, chúng ta đã bị đồng bạn của hắn đánh trọng thương rồi. Đường tam, ngươi lại đột phá cấp 30 rồi ư? Cái người đến bàn vụ làm ăn lớn, không lẽ là ngươi? Đường tam hồn tôn, ta xin lỗi vì những nghi ngờ lúc trước. Tất cả cứ làm theo lời người nói. Gây dựng lại đường môn. Ca ca, mình đang nghĩ gì vậy? Nghĩ đến cuộc sống hiện tại, nghĩ về cha và muội nữa. Nghĩ về muội ra sao? Nghĩ tại sao muội lại đột phá cấp 30 nhanh như vậy? Thì ra là nghĩ về điều này à? Đương nhiên không chỉ có điều này. Vậy còn gì nữa? Đúng rồi, mình còn chưa nói với muội câu mà sư phụ nói, bị phu vô tội phải biết có tội, là có ý gì? Câu đó à? Sư phụ nói với ta, hồn cốt sau lưng ta là hồn cốt vô cùng hiếm gặp. Hồn cốt? Mày cũng từng nghe nói rồi. Trong lúc săn giết hồn thú, nó xuất hiện với tỷ lệ vô cùng thấp. Cụ thể thì ta cũng không rõ. Sư phụ chỉ nói trong điều kiện đặc thù mới xuất hiện. Nhưng điều kiện đặc thù là gì thì không ai biết. Mà thứ sau lưng ta là ngoại phụ hồn cốt, có thể sánh ngang với hồn cốt cao cấp nhất. Quỳnh yên tâm,
Mình nhất định sẽ không để hồn cốt của huynh bị người khác cướp đi. Vợ thề, ta hứa với muội sẽ bảo vệ muội mãi mãi. Cho nên ta nhất định có thể bảo vệ được bản thân. Ca ca, Tiểu Vũ, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, đúng không? Tiểu Tam, Tiểu Vũ, hình như là giọng của Tiểu Áo. Còn giọng của Vinh Vinh nữa. Để họ tìm nữa. Đi thôi, Tiểu Vũ. Hai người các ngươi vừa giờ đi đâu vậy? Chúng ta tìm lâu lắm đấy. Không đi đâu cả, chỉ lên núi hóng gió thôi. Chỉ là hóng gió thôi à? Đương nhiên chỉ là hóng gió thôi. Thì ra là như vậy. Mã Hồng Tuấn đã tỉnh lại rồi. Viện trưởng nói lần này mọi người có thể bình an quay về tổ tinh đấu xâm lâm. Tam ca, Tiểu Áo, Tiểu Vũ để đột phá cấp 30. Cho dù là sử lai khác cũng hiếm có chuyện được như vậy. Cho nên viện trưởng quyết định tối nay sẽ mở tiệc mừng công. Tiệc mừng công? Đám tiểu quái vật, hưởng thụ buổi tối vui vẻ cuối cùng đi. Kể từ ngày mai, cứ chào đón các người là cuộc sống như địa ngục. Đấy lão đại, có muốn ăn không? Triệu sư phụ, có muốn ăn không? Ăn một cái đi, Vinh Vinh. Đại xúc xích siêu cấp vô địch. Tiểu Áo, dậy đi. Đừng có ồn ào để ta ngủ thêm một lúc nữa. Huynh quên lời đại sư rồi à? Thời điểm ăn sáng ta không mong có bất kỳ ai vắng mặt. Nếu không tự chịu hậu quả. Thơm quá. Sư phụ, còn đúng là không đến muộn bao giờ. Áo tư ca cũng đến rồi à? Nào, nếm thử tay nghề của sư phụ đi. Ta còn đều đang trong tuổi lớn, nhất định phải có đủ dinh dưỡng. Không có thể lực tốt thì làm sao chế được hồn lực lớn mạnh chứ? Đa tạ đại sư. Nhân lúc còn nóng, ăn đi. Thơm quá. Xem ra hôm nay có đồ ngon rồi. Đại sư. Khoan đã. Trả chân gà cho ta. Trả chân gà đây. Hôm nay tất cả mọi người đều đến ăn sáng đúng giờ. Đúng là một khởi đầu tốt. Nhưng sau khi ăn thì cần thời gian tiêu hóa. Không được vận động mạnh ngay. Sau này ta sẽ chuẩn bị xong đồ ăn sáng từ 5 giờ sáng. Nếu như trong vòng nửa canh giờ không đến thì không cần ăn nữa. Vâng. Rất tốt. Sau đây ta sẽ tiến hành huấn luyện cường hóa cho các người. Đối một bắn bước lên. Cho ngươi một nhiệm vụ. Kể từ bây giờ, lần lượt đánh ngã 6 người họ trong tình huống không đả thương gần cốt. Người có hồn lực cấp 37, họ cao nhất cũng là cấp 31. Có vấn đề gì à? Đường Tam bước lên, không được sử dụng hồn kỹ thứ ba và những vũ khí đặc thù của con. Con người có thể bắt đầu rồi. Đợi đã đại sư, như vậy không công bằng. Cấp bậc của Đường Tam vốn thấp hơn ta.
Nếu còn hạn chế hồn kỹ của hắn, vậy lúc đánh còn ý nghĩa gì chứ? Đường Tam mà dùng hồn kỹ thứ ba thì nó sẽ không có cơ hội nào cả. Hồn sư hệ khống chế trong hoàn cảnh không gặp phải vũ hồn có tính khắc chế thì đánh đơn là mạnh nhất. Nhưng người đã yêu cầu như vậy thì loại bỏ hạn chế hồn kỹ thứ ba của Đường Tam. Là đồng bạn, các người cũng cần phải hiểu nhau. Tập 32. Cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên. Mộc Bạch, nếu không có thể phá giải hồn kỹ thứ ba của ta thì huynh thắng. Đường Tam, cẩn thận đấy. Lạp Ngân Thảo, quấn quanh. Có chuyện gì vậy? Tuy rằng Lâm Ngân Thảo trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng vì có thêm thuộc tính của hồn hoàn nhân diện ma chu, độ sắc bén tăng lên gấp bội. Hồn kỹ thứ hai, ký sinh. Lâm Ngân Thảo sắp bị cắt đứt rồi. Không, Đường Tam không hề mong chỉ dựa vào Lâm Ngân Thảo là có thể giành chiến thắng. Mục đích của hắn là muốn Lâm Ngân Thảo hạn chế Mộc Bạch, dành chút thời gian để phát động hồn kỹ thứ ba. Thâm ý của hồn sư hệ khống chế chính là vừa bắt đầu trận đấu đã khống chế đối thủ cho đến khi kết thúc chiến đấu. Đây chả lẽ là hồn hoàn thứ ba của Tiểu Tam? Chỉ là Lâm Ngân Thảo mà thôi, có thể làm gì được ta? Mộc Bạch, ngươi lại sơ ý rồi. Được rồi. Thường thì công kích của hồn sư hệ khống chế rất yếu, nhưng lực khống chế lại vô cùng mạnh. Dưới cấp 60, một hồn sư hệ khống chế xuất sắc mà ta có thể đối phó được với đối thủ hơn họ 10 cấp. Đây là hồn kỹ thứ ba của ta, chu võng ràng buộc. Đừng động đậy. Ta giúp huynh hút độc tố của chu võng về. Mộc Bạch, ngươi là hồn sư cường công, hệ khống chế là khắc tinh của người. Cho nên, đối mặt với hồn sư hệ khống chế, cách tốt nhất chính là không cho hắn cơ hội khống chế. Trong tình huống vừa rồi, phải kéo xa khoảng cách giữa bản thân và hồn sư hệ khống chế. Mỗi một hồn sư đều có ưu điểm và khuyết điểm. Trên thế gian này không có hồn sư hoàn mỹ, nhưng lại có đoàn đội hoàn mỹ. Sức một người không thể đạt đến độ mạnh nhất, nhưng một đoàn đội ăn ý có thể trở nên vô địch. Hiện giờ, bảy người các ngươi là một chỉnh thể. Lúc cùng nhau đối mặt với kẻ địch, điều đầu tiên mà các ngươi phải làm chính là bù đắp khuyết điểm cho nhau, để mỗi người có thể phát huy hết ưu điểm của mình. Mộc Bạch, tiếp tục bài học hôm nay của ngươi. Tiếp theo, ngươi sẽ chiến đấu với Áo Tư Ca và Mã Hồng Tuấn. Vâng, đại sư. Đới lão đại, huynh liệu có lấy ta ra giải hận không? Bớt nói nhảm, đến đi. Tên béo đừng sợ. Ta giúp người. Phượng Hoàng phụ thể. Hồn kỹ thứ hai, dục hỏa phượng hoàng. Ngươi! Bạch hổ hộ thân chướng.
Bạch Hổ Liệt Quang 3. Trải qua chiến đấu trong Tĩnh Đấu Đại Xâm Lâm và phát hiện sử dụng hỏa tuyến phượng hoàng, trong dục hỏa phượng hoàng uy lực sẽ tăng gấp bội, không ngờ Mục Bạch lại chịu thiệt. Tuy rằng tiêu hao hồn lực lớn nhưng hiệu quả rất cao. Đới lão đại có còn ổn không? Đới lão đại, ta không phải đang chiến đấu một mình. Là ma cô chàng của áo tư ca, phi hành với tốc độ của phượng vĩ kê quan xà trong vòng 1 phút. Người cũng chỉ có 1 phút mà thôi, giải quyết tên hệ phụ trợ này trước. Sau 1 phút, trận chiến đấu này sẽ kết thúc. Bạch Hổ Liệt Quang 3. Bạch Hổ Liệt Quang 3 của Mục Bạch tuy rằng có thể công kích từ xa, nhưng chỉ có cự ly 20m, chỉ có tiêu dục đại xúc xích. Nếu muốn vươn xa công kích thì cần tiêu hao rất nhiều hồn lực. Trận chiến lúc trước tiêu hao hồn lực vốn không ít. Lúc này chỉ tiểu áo đến cấp 30, việc chế tạo xúc xích khôi phục gần như chỉ trong nháy mắt. Như thể không cần tiêu hao hồn lực, không ngừng cung cấp cho tên béo, có số lượng xúc xích khôi phục lớn giúp đỡ, năng lực chiến đấu bền bỉ của tên béo rõ ràng có thể duy trì rất lâu. Tiểu Tam. Vâng, sư phụ. Bởi vì lúc trước con dùng hồn kỹ thứ 3 với Mộc Bạch, vậy thì cánh pháp của đối thủ giúp hắn đi. Tiểu Vũ, để ta xem hồn kỹ thứ 3 của người. Vâng, đại sư. Tiểu Tam, mình phải cẩn thận đấy. Tiểu Tam, mình có cần phải cảnh giác đến như vậy không? Không tốt, là hồn kỹ thứ 2 của Tiểu Vũ, mị hoặc. Không ngờ lại thành công. Đúng là hồ đồ. Nếu vừa tới đã dùng đến tổ cực ma đồng thì sẽ không bị động như hiện giờ. Thì đó là khắc tinh của mị hoặc. Sau khi đến sửa lại khắc, ta chưa từng đánh với Tiểu Vũ trận nào. Lần này đúng là quá sơ sót rồi. Hồn kỹ thứ 3, chủ vọng ràng buộc. Không ngờ Tiểu Vũ lại bỗng dưng biến mất. Yêu cung của Tiểu Vũ hiện giờ có lẽ đã tăng đến 120. Bất kỳ hồn sư cung cấp nào đều không thể chống đỡ được. Tiểu Tam, mình thua rồi. Chưa chắc. Chu vọng ràng buộc. Siêu cấp khôi phục. Đại xúc xích. Được rồi, các người có thể dừng lại rồi. Nói ra cảm nhận của các người đi, không công bằng. Nếu hồn lực của con không bị tiêu hao, con vốn không có cơ hội. Kẻ địch chẳng lẽ chỉ chờ lúc hồn lực của người mạnh nhất mới tới ư? Biết rõ áo tư ca dùng ma cô chàng là có thể giúp ích, sao ngươi còn cho Mã Hồng Tuấn có cơ hội ăn? Nếu như vừa bắt đầu đã ngăn cản hắn hoặc cố gắng tiết kiệm hồn lực, thì trận này hẳn là người đã thắng. Sảng khoái thật.
Không ngờ ta cũng có ngày thắng đới lão đại. Đúng là sảng khoái. Tiểu áo, công trạng của huynh có ích thật. Đương nhiên rồi, dù gì ta hiện giờ cũng là hồn tôn. Các người đắc ý lắm mà, Mã Hồng Tuấn. Ta hỏi ngươi, lúc ma cô chàng của áo tử ta mất hiệu lực, sao ngươi lại để hắn rơi xuống đất? Nếu lúc này đới Mộc Bạch còn khả năng công kích tấn công hắn, ngươi phải làm sao? Còn ngươi nữa, một hồn sư hệ thực vật, điều quan trọng nhất trong bất kỳ tình huống gì đều phải bảo vệ bản thân. Hắn không chủ động giúp ngươi, ngươi không biết bắt lấy hắn để tiếp tục bay lên không à? Nếu đới Mộc Bạch là kẻ địch thì ngươi đã chết rồi. Hồn tôn, cho dù là hồn sư hệ thực vật ở cấp phong hào đấu la, đứng trước mặt chiến hồn sư cũng yếu ớt vô cùng. Tiểu Tam, sư phụ, nói ra cảm nhận của con sau trận chiến với Tiểu Vũ. Sư phụ, con sai rồi, con quá sơ suất. Chúng hồn kỹ thứ hai, mị hoặc của Tiểu Vũ, để bản thân rơi vào bị động. Rồi trong tình huống không biết hồn kỹ thứ ba của mỗi ấy là gì, lỗ mãng sử dụng chu võng, khiến bản thân rơi vào thế càng bị động hơn. Biết sai thì tốt, lỗ sai của con là nghiêm trọng nhất, sư tử bắt thỏ cũng phải dùng hết sức, con lại phạm sai lầm lớn ngay từ lúc ra tay. Nhớ lấy, hồn sư hệ khống chế không phải chỉ khống chế kẻ địch, mà còn phải khống chế bản thân. Vâng, sư phụ. Hồn kỹ thứ ba của ngươi hẳn là thuấn di phải không? Nhưng có hạn chế về cự ly. Nếu ta đoán không nhầm thì đây có lẽ là năng lực của thiểm điện thỏ. Cho nên hồn hoàn thứ ba của ngươi là một con thiểm điện thỏ ngàn năm. Thuấn di là một trong những hồn kỹ hiếm có nhất. Người cho ta bất ngờ rất lớn. Đồng thời, thuấn di phối hợp với nhu kỹ yêu cung, lực sát thương được tăng mạnh. Nhưng tại sao trong lúc người quấn lấy cổ Đường Tam đã chắc chắn bản thân thắng được rồi? Nếu có thể cẩn thận hơn một chút, nhìn thấy Đường Tam thi triển chu võng giảng buộc, thấn di rời khỏi phạm vi công kích của hắn sẽ tiếp tục phát động, vậy thì người đã thắng rồi, chứ không phải lại là bị khống chế. Đây chính là thiên tài quái vật ư? Biểu hiện của các ngươi hôm nay khiến ta rất thất vọng. Mỗi người đều phạm phải lỗi không thể tha thứ. Hiện giờ các ngươi đều phải chịu trừng phạt. Trừng phạt của ta hôm nay, trước cửa học viện có nham thạch, các người vác nó chạy đến Tác Thác Thành rồi quay về, không được dùng hồn lực. Trước buổi trưa bắt buộc phải chạy được 10 vòng. Tiểu Tam, lỗi sai của con lớn nhất, chạy 12 vòng. Con sư phụ, nhớ lấy, các người là một chỉnh thể, chỉ cần có một người không hoàn thành thì tất cả đều không được ăn cơm. Lập tức hành động. Sao hai người không chạy? Chúng ta cũng phải chạy. Con và Trúc Thanh có mắc lỗi đâu. Ta hỏi người, họ là gì của người? Bạn, đồng bạn. Nếu muốn trở thành đồng bạn thì có thể tin tưởng đưa lưng cho họ. Ngươi cảm thấy nên nhìn họ chịu phạt, bản thân nhàn nhã. Ừ, con. Thì sao đại sư đã có chuẩn bị từ trước? Sư phụ vẫn là có đối xử khác biệt. Ta, Mộc Bạch, tên béo đều phải vác đá nặng nhất. Tiểu Vũ, Trúc Thanh, Tiểu Áo nhẹ hơn. Vinh Vinh lại nhẹ nhất. Xem ra đại sư cũng không phải là vô tình. Khoảng cách cả 100 km, không được dùng hồn lực. Trừng phạt này hơi nặng rồi. Chúng ăn sáng đầy đủ như vậy, chẳng lẽ là phí công? Không trải qua giai đoạn đồng cam cộng khổ, sao có thể trở thành đồng bạn chân chính? Đi! Đều
Nghe ông hết, nhưng vấn đề kinh phí của học viện, đường đường là hồn thánh, vậy mà không xử lý được chút kinh phí đó. Ta là không muốn dựa dẫm người khác, nếu không bằng thực lực của ta. Tập 33. Mộc Bạch, Tiểu Tam, sao vậy? Vừa rồi sư phụ nói chúng ta là một chỉnh thể, xét về thể lực chúng ta có thể hoàn thành, nhưng họ thì chưa chắc. Có lẽ mục đích chân chính của hình phạt này là muốn xem tinh thần tập thể của chúng ta ra sao. Tinh thần tập thể, đúng vậy. Mới vừa bắt đầu chạy đã chịu không nổi rồi. Nhiệm vụ tập thể này còn khó hơn cả lên trời. Còn cả Vinh Vinh nữa. Tiểu Vũ, sao cô lại mạnh thế? Ta cũng là cấp 30, nhưng mang nặng chỉ bằng trước thanh. Đương nhiên là sẽ nhẹ hơn rồi. Hay là gian lận đi, lén lén ăn xúc xích khôi phục của Tiểu Áo. Gian lận, để béo việc. Vinh có thể khẳng định đại sư cũng âm thầm giám sát chúng ta không? Lỡ như gian lận bị phát hiện. Lúc sáng ta lén lén giấu hai quả trứng. Vì cả tập thể chúng ta chia đều cho 7 người đi. Khôi phục thể lực một chút, cái này không gọi là gian lận đúng không? 7 người đấy, làm sao mà chia hai quả trứng được? Vậy thì chỉ còn cách để ta và Vinh Vinh, hai người hãy phụ trợ ăn thôi. Tránh ra tránh ra, ai mới ăn đồ của ngươi trước? Phải chút thanh, còn gái phải chăm sóc tốt cho bản thân. Sao có người được đối xử với ta như vậy? Nhị ca, nhị ca, chẳng phải còn có ta hay sao? Áo tư ca, ta mang giúp Vinh một ít. Hả? Tuy rằng không được sử dụng hồn lực, nhưng là một chỉnh thể, chỉ cần tất cả đều chạy xong mà số lượng đã mang theo không đổi, tôi coi như là hoàn thành nhiệm vụ rồi. Hay là thế này đi, kể từ bây giờ chúng ta chạy với tốc độ của Vinh Vinh. Như vậy mọi người đều tiết kiệm được sức lực. Đến khi có ai đó không kiên trì được nữa thì chúng ta cùng giúp đỡ lẫn nhau. Mọi người thấy sao? Tiểu Áo, không ngờ người cũng thông minh đấy. Không biết lúc nhỏ ta được gọi là tiểu vương tử thông tuệ ư? Đây có tính là gì? Người xem là họ, học viện Sử Lai Khắc. Họ đang huấn luyện ư? Lần này phải khiến chúng đẹp mặt. Uống chút nước rồi lại tiếp tục. Mặn quá, có phải cho nhiều muối quá rồi không? Để bổ sung thể lực cho chúng ta ư? Xuất phát thôi. Tiểu Áo, đá. Đa tạ. Đa tạ. Đa tạ.
Đây, đây là vòng thứ mấy rồi? Vòng thứ 9 rồi. Mọi người cố lên, cố lên. Ta không ổn rồi, không ổn rồi. Các ngươi là người học viện Thương Nghi, các ngươi cũng có ngày hôm nay. Như chó chết vậy, có cần cho ngươi khúc xương gặm không? Đợi các ngươi cả buổi sáng rồi, không còn sức lực nữa đúng không? Lão đại cứu ta, cứu ta với. Bắt được tên xấu nhất, vậy thì để kẻ xấu thứ hai đến cứu hắn đi. Ngươi đánh thắng ba người chúng ta, ta sẽ thả con heo kia ra. Như người mong muốn. Xếp chiêu. Đừng tìm nữa, ở đây. Lần sau, người sẽ còn thảm hơn con dao này. Muốn đánh thêm lần nữa không? Mày còn không mau cút đi. Qua giữa trưa rồi, cơm trưa cũng không được ăn rồi. Chúng ta chạy chậm một chút đi. Nếu không, mình phải chết mất. Họ phát hiện ra sao? Tốc độ của chúng ta vẫn luôn giảm xuống. Độc quyền bởi TV Hàn Đức Mũi Đại Sư chuẩn bị lại có độ ấm như nhau. Rất rõ ràng, Đại Sư đã tính toán được thể lực của chúng ta. Về quá chậm, thì e rằng. Đối lão đại, mình vẫn ổn chứ? Béo, nhớ lấy. Nam nhân không được nói không được. Đưa đây. Ta giúp cô, Trung Thành, mình phải chạy nhiều hơn chúng ta hai vòng, để lúc cuối phải làm sao? Là người của học viện Hương Huy, xem ra trong cuộc thi hồn sư cần phải lưu ý rồi. Đấy lão đại, Mộc Bạch, huynh sao rồi? Huynh mà giúp đá cho rất nhiều người, như vậy không được đâu. Các huynh đệ, chỉ còn một chuyến cuối cùng. Chúng ta tiếp tục kiên trì, vì không ai tụt hậu cả. Đấy lão đại, trả cho ta đi. Còn có ta, ta khỏe lại nhiều rồi. Không biết tại sao, lúc này ta cảm thấy toàn thân đầy áp sức mạnh. Nghe huynh nói mới thấy đúng. Tiểu Tam, đoạn đường cuối cùng này ta mang cho. Không cần, ta còn mang được. Tiểu áo, thế hôm nay giống một nam nhân lắm. Ừ.
Và người đến Sử Lai Khắc vì điều gì? Nhớ rõ, đã đến Sử Lai Khắc thì là một chỉnh thể. Không trải qua giai đoạn đồng cam cộng khổ, sao có thể trở thành đồng bạn chân chính? Hai vòng, còn hai vòng nữa. Ca ca, người đi cùng huynh. Tiểu Tam, ta đi cùng đệ. Là dược dục. Kiếp trước ta chỉ có một mình, không cảm nhận được tình bạn. Kiếp này được bù đắp, đúng là rất tốt. Tỉnh lại thì tới nhà ăn cơm. Đại sư, trước khi trời sáng tu luyện hồn lực, sáng sớm đi học. Đại sư độc ác thật đấy, còn hơn cả viện trưởng Phất Lan Đức. Tiểu Tam, trước khi đại sư cũng dạy đệ như vậy à? Huấn luyện như vậy ta cũng là lần đầu tiên thực hiện. Ta chết đi được, cơm ăn ở đâu? Chậm thôi. Cà, sau đó huynh lại chạy thêm hai vòng nữa à? Không, ta còn một bạch đều ngất đi cả. Lúc tỉnh lại đã ở trong thùng gỗ rồi. Vậy huynh cũng không mặc y phục à? Trong phòng có tờ giấy ghi là y phục là nữ nhân trong thôn cởi giúp. Tiểu Vũ, trông mọi đỏ mặt dễ thương thật, giống quả táo lắm. Đám áo tư ca còn chưa tỉnh à? Xem ra là mệt chết rồi, chúng ta phải tu luyện thôi. Đi đi, sao cho chúng ta là được. Rất tốt. Tuy rằng có người chưa hoàn thành nhiệm vụ, nhưng các người thể hiện tinh thần không từ bỏ, không tách rời. Trước khi bài học hôm nay bắt đầu, Tiểu Tam, đi chạy nốt hai vòng còn lại đã. Vâng. Ca, mời đi cùng huynh. Hôm qua đã nói vậy rồi. Cùng đi đi. Chúng ta chẳng phải một chỉnh thể sao? Còn như khởi động đi. Xem ra phải giảm béo thật rồi. Ta nuôi được ít thịt có dễ dàng gì đâu. Bớt nói nhảm đi, mà đi theo. Một đám thiếu niên như vậy mới là dáng vẻ mà thiên chi kiêu tử nên có. 3 tháng sau. Huấn luyện kết thúc rồi. Đăng ký xong hồn tôn rồi. Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.
Tập 34. Hàm xa xa ảnh, nỏ gắn tay tầm thấp. Chỉ trong 3 tháng mà hầu hết các linh kiện án khí lắp ráp đã làm xong. Tay nghề của Thiết huynh đệ đúng là có thể khiến người ta hài lòng. Tiếp theo chỉ cần lắp ám khí đưa cho mọi người, rồi dạy họ phương pháp sử dụng. Đây là ai vậy? Sao trông giống con heo thế? Xúc xích siêu cấp khôi phục. Đáng thật, tên tướng kiếp đó. Kẻ đã đánh hung thành thế này vậy? Để một tên đại thúc bị ổ đánh, thật mất mặt, mất mặt quá. Béo, không lẽ lại là vì tranh giành với người ta nên bị đánh à? Tranh giành cái gì chứ? Tiểu gia ta là giữa đường gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Béo, ngươi làm sao vậy? Đối lão đại, huynh phải ra mặt cho huynh đệ. Huynh xem gương mặt anh tuấn của ta bị đánh đến mức vặn vẹo rồi. Rất là làm sao, kể ta nghe xem nào. Là anh hùng tức giận vì hồng nhan. Khó khăn lắm mới chờ được đến ngày nghỉ. Ta phải mau chóng đi tìm nữ thần tỷ tỷ mới quen được mấy ngày trước, bùn đắp tình cảm. Ai ngờ giữa đường lại có một tên lưu manh xấu xa xuất hiện. Khi báo xanh 10 kim hồn tệ. Xin hỏi vị mỹ nữ này, cả tấm lòng yêu thương của ta đáng giá bao nhiêu kim hồn tệ? Vô vị. Mỹ nữ, nơi này hẻo lánh như vậy bởi tôi không an toàn. Ta đưa nàng về nhà nhé. Vô vị. Sao người lại chuyển thế? Người nghĩ người trốn thoát được ư? Món hàng không tồi. Xem ra đêm nay không cô đơn rồi. Người muốn làm gì? Chó ngoan không cản được. Chạy mau. Tên lừa mày đáng chết, dám tập kích nữ nhân của Mã Hồng Tuấn ta, phải xem nắm đấm của ta có đồng ý không. Phượng Hoàng, cụ thể.
Sau đó để đánh cho hắn. Đương nhiên rồi, mỹ nữ và đồ ăn ngon là không thể phụ lòng. Nhưng không ai mà ngờ được tên đó lại là Hồn Tông. Sau đó thì ta thành thế này rồi. Đáng hận nhất là hắn còn bước vào người ta trước mặt mọi người. Đối lão đại, áo nhị ca, đứng tam ca, các huynh phải ra mặt trong huynh đệ đấy. Người đó tên là gì? Hình như là tên Bất Lạc gì đó. Sau đó ta mới biết tên đó là kẻ ác nổi danh ở khu này. Trước này chỉ là mấy việc vô pháp vô thiên, có thích trên trong các cô nương trẻ tuổi xinh đẹp, bất tính bình thường sao có thể là đối thủ của hồn sư được. Bất Lạc của tên Hồn Tông, dựa vào chút bản lĩnh, suốt ngày ở kiếp trêu cho kẻ khác, đúng là cặn bã của giới hồn sư. Đúng thế, còn đánh tên béo này ra như thế này. Là một hồn sư mà cậy mạnh hiếp yếu, đúng là vô sỉ. Xem ra đến lúc học viện sử lai khắc chúng ta ra mặt rồi. Đúng, chúng ta phải giúp tên béo này lấy lại mặt mũi. Hồn sư khác với người thường, nếu như ra tay vì báo thù, ra tay hung ác, là trái với thiên phú trời cho. Nhưng nếu là trừ gian diệt ác, bảo vệ bình an một phương, thì là chuyện không thể không làm. Được, đúng. Mà lại chút nữa, hiện giờ qua đó còn chưa biết chúng có thể ngăn được hắn. Các người lén lút đi làm gì vậy? Béo, sao mà huynh lại sưng phù lên thế? Là kẻ nào ác như vậy lại đánh huynh thành ra thế này? Đối lão đại, không phải là huynh chứ? Ta sẽ đánh huynh đệ của mình ác như vậy sao? Tên béo lần này muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, cuối cùng bản thân lại chịu thiệt. Chúng ta đang tính đi trừ gian diệt ác đấy. Ngầu quá, ta cũng đi. Tên đó bị ổn háo sắc, hồn lực lại cao hơn chúng ta. Đối với con gái mà nói thì rất nguy hiểm. Sao cơ? Vậy thì muội lại càng phải đi. Mới phải đi đòi lại công bằng cho con gái. Được thôi, lần này tương đối nguy hiểm, nhưng chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt. Hồn lực của tên đó cao hơn chúng ta. Nói sao tình huống của hắn xem nào. Tên đó cũng khá cao, mặt đen như thể bước ra từ lò than vậy. Vũ hồn của hắn rất kỳ lạ, cảm giác như có tác dụng gần giống với vũ hồn của Tam Ca. Hồn sư hệ khống chế, chắc là thế. Vũ hồn của hắn bên ngoài trước có vẻ giống hai bóng vuốt đen thùi lũi, nhưng chiếc quán xe là bay ở sau lưng như đôi cánh vậy. Trông ghê tởm lắm. Hai móng vuốt đen thùi lùi lại bay ở sau lưng. Đây là vũ hồn kỳ quặc gì vậy? Lúc hắn đánh với ta, tổng cộng sử dụng hai hồn kỹ. Cái đầu tiên là biến lớn hai móng vuốt ngăn cản phượng hoàng hỏa tuyến của ta. Cái thứ hai là hai móng vuốt biến thành sương mù đen. Dịch thể của sương mù đen rất dính, hạn chế cơ thể lại. Hắn trốn đông trốn tây trong màn sương, ta cũng không công kích nổi. Một lúc sau ta bị loại dịch dấp dính đó bao chặt thành cái bánh trưng, rồi trở thành bao cát cho hắn đánh. Hồn tông có bốn hồn kỹ. Nói như vậy, còn hai hồn kỹ tìm được linh đồng liền bởi TV2.org lại thêm một đại hồn sư cấp 27 như ta. Chả lẽ còn sợ hắn? Có sức xích của ta, đánh không thắng, không có thể chạy mà. Có ma cô chàng của ta, nếu ta đoán không nhầm, vũ hồn của hắn là trời sinh khắc chế hỏa diệm. Nếu không, tà hỏa của đệ sẽ không có tác dụng gì. Chỉ còn hai hồn kỹ chưa biết, không có lợi cho việc bài binh bố trận, nguy hiểm cũng sẽ lớn hơn. Chính là ở đây.
Đúng vậy. Nghe nói bất lạc buổi tối thường hay hoạt động ở đây. Nơi này đúng là khá vắng vẻ. Chắc không là chuyện đến cư dân xung quanh thích hợp mai phục. Không phát hiện tung tích khả nghi. Thế thì hỏng rồi. Ai biết được lúc nào hắn mới xuất hiện. Người có một ý. Tiểu mỹ nhân, ngoan ngoãn ở đây chờ ta một lát. Đến thời cơ thì hành động. Tiểu muội muội. Xin chào thúc thúc. Quanh đây có nơi nào bán kẹo không? Tiểu Vũ muốn ăn kẹo. Tiểu Vũ, đúng là một cô nương dễ thương. Đi theo thúc thúc đi. Thúc thúc đưa người đi mua kẹo. Rồi đưa người về nhà có được không? Cảm ơn thúc thúc. Đi theo ta đi. Tiểu ta, đây là tiểu Vũ thật à? Giấc hồ là có ý định gì vậy? Nhà đầu này đúng là không thay đổi chút nào. Thôi đi theo đi, để phòng chuyện ngoài ý muốn. Ở nơi nào vậy? Ở đấy tối quá, ta hơi sợ. Tiểu mẹ mẹ, tiểu mẹ mẹ đừng sợ. Sú sú lại bảo vệ ngươi. Người vẫn nên bảo vệ bản thân thì hơn. Chạy đi đâu? Là mỹ hoặc của tiểu Vũ và hồn phách thứ ba, Thuấn Dĩ. Tập 35. Là mỹ hoặc và hồn phách thứ ba, Thuấn Dĩ của tiểu Vũ. Xem ra không cần lo lắng rồi. Bất lạc đã thoát khỏi bát đoạn xoái rồi. Bát đoạn xoái? Là gì? Là cách đánh bạo lực nhất trong nhu kỹ của tiểu Vũ. Đánh liền 8 lần. Chỉ cần đánh lần đầu tiên là gần như không có khả năng phản kháng rồi.
Nhìn kìa. Mọi người xem. Nếu là hồn sư mạnh về lực lượng thì có lẽ còn cơ hội. Đáng tiếc bất lạc là hồn sư hệ khống chế, đến cuối cùng cũng không xuất ra được. Chỉ có thể hồn kỹ thứ nhất yêu cùng. Tên khốn kiếp ác ôn, ngay cả một tiểu cô nương cũng không buông thả. Vậy thì để lăng không sát bàn huyền sái của tiểu vũ tỷ tỷ dạy người cách làm người. Bát đạn sái xinh đẹp. Tiểu Vũ, cô chả lẽ đã giết hắn rồi? Giết hắn chỉ làm bẩn tay ta. Nhưng có lẽ hắn không nằm trên giường liền 3 tháng thì không dậy nổi đâu. Đã nói là cùng nhau trừ gian diệt ác, cô lại đánh hắn thành ra thế này, chúng ta còn đánh gì nữa? Nhưng mà Tiểu Vũ, bát đoạn xoáy của cô mạnh thật đấy. Mới chết là hồn kỹ thuấn di của nàng biến thái quá. Chỉ cần đứng trong khoảng phạm vi 5 mét, muốn chạy cũng chạy không nổi. Còn nữa Tiểu Vũ, yêu cung của cô có thể sử dụng liên tục ư? Không cần ngừng lại ngưng tụ hồn lực. Trước kia thì cần, nhưng sau khi ta lên cấp 30 thì có thể sử dụng liên tục. Còn nữa, cho dù ngưng tụ hồn lực, chỉ cần chút thời gian trong lúc phát động thì lực không là được. Bát đạn 2.3 chỉ vô dụng đối với hồn sư mạnh về lực lượng. Hồn sư hệ khống chế như hắn ta bị ta kết thành công, chắc chắn là đen đủi. Tiểu Vũ, sau này đừng dùng cách vừa rồi quyến rũ kẻ địch nữa. Như vậy nguy hiểm lắm. Được rồi, chúng ta đi thôi. Tên này trong thời gian ngắn hẳn là không thể gây hại cho ai nữa rồi. Mục đích trừ gian diệt ác của chúng ta coi như đã hoàn thành. Thực ra, chúng ta làm như vậy là không hay. Không hay. Tiểu Tam, chẳng lẽ đệ mềm lòng rồi? Trừng trị kẻ ác như hắn. Ta có một cách. Này Tiểu Cương, tuy rằng ta không muốn làm phiền ông dạy dỗ đám tiểu quái vật, nhưng ta không thể không nói với ông. Chút tiền của học viện đã bị ông tiêu hết rồi. Vốn học phí mà các học viên nộp cũng đủ để chúng tiêu trong vòng một năm. Nhưng cách dạy của ông khác biệt quá. Không những đồ ăn tăng lên rất nhiều, mà thuốc cho vào trong đồ ăn và nước tắm mỗi ngày còn đắt đỏ. Mới có 3 tháng, tiền đã đi hết cả. Ta biết rồi. Ông biết rồi. Phải đưa ra biện pháp gì chứ? Đợi mấy ngày này thu dọn xong xuôi, ta sẽ đưa chúng đi tiến hành giai đoạn huấn luyện thứ hai. Ông không cần lo. Lúc đó ta sẽ giải quyết vấn đề tiền. Nếu không phải bọn chúng ưu tú như vậy, ta thực sự không muốn tiếp tục nữa. Vẫn là những ngày tháng ngao du đại lục lúc trước của chúng ta thật tươi đẹp biết bao. Có lẽ một ngày nào đó, chúng ta sẽ lại có được niềm vui lúc ấy. Này, bị ổi cũng là một loại tội. Hắn đúng là hiểu rõ bản thân. Cuối cùng cũng có người ra mặt giúp chúng ta. Kẻ hại người cuối cùng cũng hại bản thân. Tên mất lạc này đã nói là đưa chúng ta đi tìm thú vui. Tôi mà đến giờ cũng không thấy bóng dáng đâu cả. Không lẽ hắn lại đánh lẻ? Tên này cứ đòi hành động một mình, còn bắt chúng ta đi tìm hắn khắp đường. Đúng thật là
Phía trước sao vậy? Đây là bất lạc. Lão Nga, Thiên Nhai, cứu ta với. Không ngờ lại là hồn vương. Con chạy đi. Cứ nhận tội. Ta là bất lạc, tuy là một hồn sư, nhưng lại nổi danh vì làm điều ác. Tội danh vô số, có thể quy làm hai loại. Trước thì ngoại hình bỉ ổi, thất đức, lại còn ngu ngốc. Sau thì vô pháp vô thiên, chuyên hành hung làm điều ác. Thiện ác đều có nhân quả, khuyên tất cả những kẻ ác sớm ngày thay đổi thói quen độc ác, học cách làm người, ngày ngày tiến bộ. Bất lạc, sao ngài lại thành ra thế này? Tứ chi chật khớp, gãy 5 cái xương sườn, còn 3 nơi gãy xương khác. Thủ đoạn độc ác thật. Ta phải báo thù, ta phải báo thù. Ta phải khiến chúng sống không bằng chết. Ba tháng vừa qua, dưới sự đốc thúc và giúp đỡ của các vị sư phụ, cơ thể của các người đã có được nền tảng tốt. Nhưng muốn trở thành một hồn sư ưu tú thì điều này còn chưa đủ. Cho nên, kể từ hôm nay, ta sẽ tiến hành giai đoạn huấn luyện thứ hai cho các người. Nghe Phất Lan Đức nói, các người đã tới Tác Thành Đại Đấu Hồn Tràng rồi. Đó sẽ là nơi các người học tập trong thời gian tới. Lần này sẽ không có giới hạn thời gian học. Khi nào lấy được huy chương ngân đấu hồn thì huấn luyện sẽ kết thúc. Chỉ cần có bản lĩnh, thu nhập mà các người đạt được ở Đại Đấu Hồn Trường sẽ rất khả quan. Đi tham gia đấu hồn hình như nhẹ nhàng hơn so với huấn luyện ma quỷ nhiều. Nhưng các người không chỉ cần lấy được huy chương ngân đấu hồn ở loại đấu cá nhân, mà đồng thời còn phải có được huy chương ngân đấu hồn về mặt đoàn chiến. Các người sẽ lấy tên là Sử Lai Khắc Thất Quái để xuất chiến. Đoàn chiến không những có thể giúp mỗi người ghi điểm cá nhân, mà đồng thời còn ghi điểm toàn đội. Đây là phần mà thi đấu nhóm đôi không có. Đương nhiên, nếu ai đó muốn đẩy nhanh tiến độ, cũng có thể tự do lập nhóm đôi tác chiến. Trước tiên, có một vài hạn chế mà các người cần nhớ. Đầu tiên, không được để lộ tướng mạo hoặc nói cho đối thủ biết tên của các người. Bất kỳ lúc nào cũng phải mang mặt nạ và danh hiệu xuất chiến. Thứ hai, không phải được dùng ám khí, bao gồm cả đường tam. Thứ ba, bất luận thắng bại, mỗi người mỗi ngày ít nhất phải xuất chiến 2 lần. Đại sư, con và Vinh Vinh là hồn sư hệ phụ trợ, cũng nhất định phải lấy được huy chương ngân đấu hồn ư. Hoặc là người có thể chọn huấn luyện như trước, cho đến khi những người khác lấy được huy chương. Đại sư, con bỗng dưng phát hiện ngài để con đi tỉ thí ở đấu hồn trường để nâng cao kinh nghiệm thực chiến là một quyết định vô cùng anh minh. Là vừa giờ coi như con chưa nói. Được rồi, không có vấn đề gì thì lập tức xuất phát.
Tỷ thí ở đấu hồn trường chia thành cá nhân, nhóm đôi và đoàn chiến, loại thi đấu bắt đầu muộn nhất. Các người có thể lập nhóm tự do, nhưng mỗi ngày đều phải tham gia một trận đoàn chiến, một trận cá nhân hoặc nhóm đôi. Muốn tham gia ba trận, ta cũng không phản đối, nhưng bắt buộc phải nắm rõ được tình hình hồn lực của bản thân. Đối lão đại, chúng ta cùng tham gia nhóm đôi đi. Năng lực phụ trợ của ta có thể giúp cho huynh. Nếu không, điểm của ta không biết tới kiếp nào mới đủ để đạt được huy chương ngân đấu hồn. Được thôi. Tam ca, huynh có muốn giúp ta không? Nhưng ta và Tiểu Vũ đã lập nhóm tam ngũ rồi. Vinh Vinh, thấy ta thế nào? Ngươi, thôi đi. Không, ta đề nghị ngươi nên cùng nhóm với Mã Hồng Tuấn. Tại sao? Trong tỷ thí nhóm đôi, nếu có một hồn sư đạt tới cấp bậc cao hơn, thì phải tham gia cuộc chiến ở cấp bậc đó. Tức là, người đã cùng nhóm với Tiểu Tam thì phải đối mặt với đối thủ từ cấp 30 trở lên, tỷ lệ chiến thắng sẽ giảm xuống. Mà Hồng Tuấn là cấp 28, và người sẽ đối mặt với đối thủ từ cấp 20 trở lên. Ưu thế vốn có ở vũ hồn của hắn không nhỏ, còn thêm khả năng phụ trợ của người, tỷ lệ chiến thắng là trên 70%. Thất muội, hay là chúng ta hợp tác đi? Được. Vinh Vinh, tại sao lại kỳ thị ta thế? Ta phản đối. Tứ ca, ngươi mạnh như vậy, đánh cá nhân cũng chắc thắng, đúng không? Tham gia đấu hồn thế nào là do các người quyết định. Còn có một thứ muốn giao cho các người. Cái này cho các người mang theo cho lúc thi đấu. Trên sân đấu đừng nói nhiều, cố gắng đừng để đối thủ biết được độ tuổi của các người. Lúc đoàn chiến, tên nhóm các người sẽ là Sử Lai Khắc Thất Quái. Lúc thi cá nhân, ta đặt cho các người mỗi người một biệt danh. Dùng biệt danh này báo danh, tên thật của các người sẽ không xuất hiện ở trên đấu hồn trường. Vậy biệt danh của chúng ta là gì? Mộc Bạch dùng tên Tà Mâu Bạch Hổ của hắn. Tà Mâu Bạch Hổ, đối Mộc Bạch. Người vẫn là chuyên bán xúc xích. Chuyên bán xúc xích áo tư ca. Còn Tiểu Tam thì gọi là Thiên Thủ Ngân Thảo. Các người thấy thế nào? Cái này không hay, không phong cách đạo nào. Ngân Thảo khó nghe quá. Các người nói xem nên gọi là gì? Tiểu Tam thường ngày trông có vẻ thành thật, nhưng nếu hắn thật sự tức giận thì sát khí còn nặng hơn chúng ta nhiều. Ta nghĩ hay gọi là Thiên Thủ Tu La đi. Ý con thế nào? Sư phụ, người quyết định đi. Vậy thì gọi là Thiên Thủ Tu La đi. Hồng Tuấn, biệt danh của người ta đã nghĩ ra rồi. Gọi là Tà Hỏa Phượng Hoàng. Được chứ? Cái này hay, đa tạ đại sư. Thiên Thủ Tu La Đường Tam. Tà Hỏa Phượng Hoàng Mã Hồng Tuấn. Đại sư, vậy con tên là gì? Người phải đặt cho con cái tên nào hay hay đấy. Người sử dụng nhu kỹ, toàn thân mềm dẻo, lại có vũ hồn thỏ và kỹ năng mị hoặc. Chỉ bằng gọi là nhu cốt mị thỏ đi. Nhu cốt mị thỏ, Tiểu Vũ, nghe có vẻ không tồi. Vũ hồn của Vinh Vinh là Thất Bảo Lưu Ly Tháp, không có thứ gì có thể miêu tả tốt hơn Thất Bảo Lưu Ly cả. Còn Trúc Thanh thì lấy vũ hồn của nàng làm tên là phù hợp nhất. U Minh Linh Miêu, Thất Bảo Lưu Ly, Vinh Vinh Vinh, U Minh Linh Miêu, Chu Trúc Thanh. Tập 36. Mm-hmm.
Các vị, ta và Tiểu Vũ phải đến khu 13 tham gia thi đấu rồi. Lát nữa gặp lại. Đi đi. Được. Ta cũng đi xem. Hoan nghênh đến với tá tháp đại đấu hồn trường. Trận đấu cặp đôi này, tổ hợp Tam Ngũ độc chiến với tổ hợp Miêu Tử đã liên tiếp chiến thắng bốn trận đấu cặp đôi. Nếu như họ có thể chiến thắng tổ hợp Tam Ngũ hôm nay, thì họ sẽ đạt được thành tích 5 trận thắng liên tiếp. Có lẽ lần sau họ xuất hiện ở tác tháp đại đấu hồn trường là sẽ đứng đầu khu đấu hồn trung tâm. Giống đầu hỏi đuôi, tỏ vẻ thần bí. Vậy thì trận đấu thứ hai ở khu 13, trận đấu cặp đôi bắt đầu. Vũ hồn phụ thể. Phần kỹ thứ nhất, tăng tốc, lợi dụng quyền ném tránh tốc độ cao để khiến các người tấn công thất bại. Cái đó chẳng mới bắt đầu trận đấu để chiếm ưu thế. Đây chính là chiến thuật của chúng ta. Ông có đúng không? Tam là người nhanh nhất. Không ngờ lại là hồn sư hệ mặt cổng. Hồn kỹ thứ nhất, quấn quanh. Người những tốc độ của hồn sư mà khống chế sẽ chậm bằng. Tới lúc nào? Đến lúc sử dụng chưa đó rồi. Đến rồi, tổ hợp kỹ kinh điển của tổ hợp miêu thú. Hồn kỹ thứ ba, tân huyền phong. Hồn kỹ thứ hai, ngân sắc chảo ảnh. Kỹ năng này vừa công vừa thủ, phòng thủ kín kẽ không sợ hở, từ bên ngoài rất khó phá vỡ. Tiểu Vũ cẩn thận đấy. Tinh không nhất vũ lâm quyền phong. Phải từ bên trong. Sao các lâm đất thảo có thể dùng như vậy? Hợp kỹ thứ hai, kế sinh. Phong tỏa động tác của tên chuẩn béo từ bên trong, thì kỹ năng này sẽ không triển khai được nữa. Hồn kỹ thấn si. Hợp kỹ thứ nhất, vô cùng. Trận đấu kết thúc, tổ hợp Tam Ngũ chiến thắng. Không ngờ trận đấu hôm nay lại đơn giản như vậy. Ta chỉ tiêu hao có chút ít nội lực cung cấp cho đối lão đại một cái ma cô chàng. Ngoài ra còn chưa làm gì đã được điểm rồi. Vốn ta chuẩn bị kế hoạch đi lên sàn đấu, trốn thoát khỏi công kích của đối thủ mà cũng không kịp dùng. Tổ hợp thất bảo linh mèo của ta và thất muội cũng không mất bao nhiêu công sức đã chiến thắng rồi. 5 trận đấu đơn, 3 trận đấu đôi, toàn thắng. Học viện sử lai khác chúng ta đúng là không kém cỏi. Đến giờ tham gia đoàn chiến rồi. Các người chắc là sẽ lên sân thi đấu gần cuối.
Nhớ lấy, đối thủ các người phải gặp là đoàn đội trên cấp 30. Đoàn chiến không giống với đấu đơn hoặc đấu đôi. Phối hợp lẫn nhau quan trọng hơn khí thế khi đơn đả độc đấu nhiều. Đại sư, chả lẽ ngài còn không yên tâm về sự phối hợp giữa chúng con ư? Tiểu Tam, đây là hồn sư hệ khống chế. Lát nữa ra tay, để làm chỉ huy. Được. Lát nữa Mộc Bạch, Tiểu Vũ, Trúc Thành, ba người chủ động tấn công. Ta ở giữa khống chế đối thủ và giúp đỡ mọi người. Béo, để ở phía xa để công kích từ xa, đồng thời bảo vệ Tiểu Áo và Vinh Vinh. Tiểu Áo, tờ Huynh bắt đầu chuẩn bị, đưa cho mỗi người ba loại xúc xích của Huynh. Không vấn đề gì chứ? Không vấn đề gì. Vinh Vinh, cô chú ý bảo vệ bản thân, cô và Tiểu Áo đừng rời xa Béo quá. Ta sẽ giúp Béo bảo vệ hai người. Yên tâm, không thành vấn đề. Mời đội cuồng chiến và sửa lại khác thấp quá đến phòng nghỉ ngơi tập hợp. Được rồi, chúng ta đi thôi. Vâng các vị, hoan nghênh đến với Tác Thác Đại Đấu Hồn Trường. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với trận đoàn chiến thứ tư trong ngày hôm nay, cũng là trận quyết đấu áp chót được nhiều người quan tâm nhất. Trận đoàn chiến thứ tư, hai đội tham gia gồm Cuồng Chiến và Sửa Lai Khắc Thất Quái. Cuồng Chiến đã đạt được thành tích thắng 7 lần liên tiếp. Nếu như họ tiếp tục thần dụng, rất có thể sẽ làm nên kỷ lục đạt được đồng đấu hồn nhanh nhất trong lịch sử Tác Thác Đại Đấu Hồn Trường. Cuồng Chiến, sẽ tan chúng ra. Cuồng Chiến, Cuồng Chiến. Tiếp theo, chúng ta cùng xem đối thủ của họ. Đây là tạo hình gì vậy? Đúng thế. Muốn xem thấy đẹp mắt, lát nữa sẽ cho các người xem. Đoàn đội này hôm nay mới đăng ký. Đây chính là trận đấu đầu tiên của họ. Rất không may, họ gặp phải đội Cuồng Chiến. Họ chính là Sử Lai Khắc Thất Quái. Em đến gần ta như vậy làm gì? Lỡ như có người công kích muội, ta sẽ làm lá chắn bằng thịt cho muội. Duy trì đội hình. Đây là lần đầu tiên chúng ta đánh đoàn chiến, cho nên trước khi chiến đấu nhất định phải bố trí chiến thuật cho tốt. Lúc đó, Mộc Bạch phụ trách cường công. Bóc dáng tiểu cô nương không tồi, che mặt làm gì? Cút. Cô không biết lão tử là ai à? Dám nói với ta như vậy. Đang bảo người cút đi. Không nghe thấy à? Muốn chết. Để dừng tay lại cho ta. Chắc cô chuẩn bị không được đánh nhau. Nếu không sẽ bị hủy bỏ tư cách. Ngạo chủ quản, ta sai rồi, nhất thời không nhịn được. Cuồng Tê, lần sau như còn gây sự thì sẽ không chỉ là cảnh cáo thôi đâu. Dạ vâng vâng, không có lần sau đâu.
Các người chính đại sử là hắc cốc của anh mới đăng ký hôm nay à? Các người cũng không cần tranh giành ở đây. Quang Tê chính là đối thủ của các người trên sân đấu. Đừng để bị vẻ bề ngoài lừa. Tất cả thành viên của đội Quang Chiến đều do Quang Tê dẫn đầu, đều có thực lực trên cấp 35. Đến đấu hồn trường đăng ký 7 ngày mà đã đạt được thành tích thắng liên tiếp 7 lần về đoàn chiến cấp hồn tôn. 7 ngày thắng liên tiếp 7 lần. Dựa vào thực lực của họ, cho dù là đặt trong các đội ngũ cấp 30 ở đồng đấu hồn cũng lại xuất sắc hơn người. Mỗi lần họ ra tay, nếu thủ đều không bị thương thì chết. Các người tự cầu mong may mắn đi, nếu như cảm thấy nguy hiểm, tốt nhất lập tức nhận thua. Không bị thương thì chết ư? Ta phải xem rốt cuộc là ai không bị thương thì chết. Đợi lão đại, đừng để bị vẻ bề ngoài lừa. Minh Đạo tuyệt vời TV hay chấm nói lúc nãy là đang nhắc nhở chúng ta. Quân Tê tuyệt đối không thô lỗ như vẻ ngoài, có thể dẫn dắt đội ngũ thắng 7 trận liên tiếp. Tuyệt đối không chỉ nhờ vào thực lực. Ta nghĩ tên đó vừa rồi là cố ý đến thăm dò thực lực của chúng ta. Rất có khả năng. Tiểu Áo, hiếm khi thấy đệ bình tĩnh như vậy. Áo tươi ca, ta đây trước nay vẫn dừng. Chúng ta phải thận trọng một chút. Mọi người nghe rõ đây. Nếu tình hình không ổn, lập tức sử dụng ma cô tràng của Tiểu Áo bay lên cao. Sự an toàn của mọi người là quan trọng nhất. Không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta xuất phát thôi. Tên cuồng tên đó lấy tên là Tê. Nhưng vũ hồn của hắn là Tê Ngưu, là hồn siêu thiên về phòng ngự. Lúc giao thủ, chúng ta nên tránh đối đầu trực tiếp với hắn. Công kích những hồn siêu phòng ngự không tốt khác trước. Tên cuồng tên này giao cho ta là được. Ta sẽ cố gắng hết sức không chế hắn. Giao cho đệ đấy, Tiểu Tam. Đến lượt 5 giây, 4, 3, 2, 1, trận đoàn chiến thứ tư bắt đầu, các huynh đệ mở vũ hồn. Lưu Ly Tông. Thắng lợi trong chiến đấu đoàn đội không chỉ nhờ vào thực lực Thất Bảo Lưu Ly Tông mà còn là giao đấu về khí thế. Đến lúc này, tên đã lên dây, không thể không chiến. Hồn hoàn của cuồng chiến rõ ràng không bằng được sự lai khắc thất quái, khí thế trước tiên sẽ thấp hơn. Nhưng những từ đó của đối phương không ngờ lại có hồn hoàn đỉnh cấp. Tập 37. Đội cuồng chiến. Lưỡi võng chắc chắn quá. Tên đá trên không. Phượng hoàng hỏa tuyến. Hồn kỹ thứ nhất, phượng hoàng hỏa tuyến. Thất
bảo ngũ danh. Trong tình huống có sự cách biệt về cấp bậc không lớn, hiệu quả tăng phúc của thất bảo lưu ly thác mạnh hơn tất cả vũ hồn khác nhiều. Đó là vũ hồn phụ trợ mạnh nhất. Sao cơ không hay, vị trí phụ trợ bị chống, Vinh Vinh và Áo Tư Ca bị tập kích ngay từ đầu. Mục tiêu đã là họ, vừa bắt đầu đã đánh bại hồn sư hệ phụ trợ về hệ thực vật yếu nhất, diệt trừ tất cả nhân tố không rõ. Đây là quy tắc của chiến đấu. Tất cả quy tắc của chiến đấu đều có ý nghĩa. Chúng ta có thể lợi dụng điểm này để bố trí cạm bẫy. Hồn kỹ thứ hai, Bạch Hổ Liệt Quang 3. Hồn kỹ thứ ba, Chu Võng Trói Buộc. Song hầu lui về, bảo vệ như ý bản, song sườn chống cứng. Lam Ngân Thảo, hải sản cho võng trước rồi đó. Đối thủ của cô là ta. So sạch độc, độc chi chu của ta còn chưa gặp đối thủ bao giờ. Khó mà tin được, sự lạc thóc khách quái hoàn toàn chiếm ưu thế. Kỷ lục thắng liên tiếp của đội cường chiến phải kết thúc rồi ư. Béo. Tập kết quần sư phụ trợ à? Như ý bản này có lai lịch gì? Tiểu Tam, Trúc Thành, khi nào có cơ hội lập tức diệt trừ như ý bản, tuyệt đối không thể để hắn sử dụng chiêu đó. Một cái thứ ba, Cổ Nhiệt. Không hay rồi, xuất hiện rồi. Bí quyết chuyển bại thành thắng nhiều lần của đội quân chiến Cổ Nhiệt, sự là khắc thất bán thể chống cự được bật cường công này của họ không? Hồi kia thứ hai, Dậm Đạp. Đối lão đại, sức mạnh của họ tăng lên nhiều như vậy. Tốc độ cũng tăng lên nhiều. Tập hợp. Các người nhận thua đi. Chúng ta ở trạng thái cuồng nhiệt sẽ không cảm thấy đau. Tất cả thuộc tính tăng lên 15%. Nhận thua, đừng nằm mơ. Nếu không có hồn sư thất bảo lưu ly, người nghĩ ta sẽ nói nhiều lời với người như vậy ư? Nếu vậy thì đừng trách chúng ta vô tình. Lên cao. Không ngờ lại có năng lực phi hành. Sư phụ nói không sai, bắt buộc phải đánh ngã hồn sư như ý bản ngay từ đầu. Chúng ta tính sót rồi. Ngờ nghĩ rằng chúng ta không có thủ đoạn công kích từ xa ư? Mọi người tránh ra. Rất thông minh. Tiểu Tam, bây giờ phải làm sao? Hiệu quả của Marco Chan chỉ có một phút. Tiểu Áo thậm chí chỉ có thể phi hành nửa phút. Tử Ngục Ma Đồng, Quỷ Ảnh Mê Tung. Quá đẹp. Chỉ nỗi này còn chưa đạt thương được chúng ta.
ném thử chiêu này. Nguy hiểm. Vinh Vinh. Tập hợp. Nếu như chỉ có một hai người bay được thì có thể hiểu rằng họ có hồn siêu phi hành. Nhưng bảy người cùng nhau bay lên chỉ có thể chứng minh rằng họ đang sử dụng kỹ năng hồn siêu hệ phụ trợ hoặc hệ thực vật. Hồn kỹ này nhất định không thể duy trì lâu. Thực lực của họ bỗng dưng tăng mạnh, có lẽ là do hồn siêu phụ trợ trước khi hồn mê phóng ra hồn kỹ của hồn hoàn ngàn năm. Nếu có thể có phát hiện ra hay không, ngoại trừ hồn siêu nữ kia, tất cả những người khác đều đã đánh mất thần trí. Theo nghiên cứu của sư phụ, trạng thái của họ sẽ không duy trì quá lâu, và lại sau khi kết thúc, cuồng nhiệt sẽ bị phản vệ. Trạng thái hiện giờ của đội cuồng chiến, chúng ta không thể đối chọi được. Tiểu áo, thì có thể làm được mấy cái xúc xích nữa, hồn lực của ta không nhiều nữa, nhiều nhất chỉ là một cái. Các người không chịu được nữa đúng không? Lát nữa, khi khả năng phi hành của mọi người sắp kết thúc, tất cả xuống khỏi sân đấu. Để ta đi, tiểu tạp. Không, để ta. Ta còn có thủ đoạn giữ mạng. Cho dù trạng thái cuồng nhiệt của đối thủ thực sự có thể duy trì lâu hơn ta nghĩ, ta hãy thể rời khỏi chiến trường. Nếu ta chỉ huy thì cứ nghe lời ta đi. Tiểu Tam đang cược. Hắn đang cược thời gian duy trì của ma cô chàng sẽ lâu hơn trạng thái cuồng nhiệt. Đội cuồng chiến này cũng đâu phải không đánh cược. Nhưng nếu như lúc chúng ta hạ xuống họ vẫn chưa kết thúc trạng thái hiện giờ thì sao? Vậy thì chỉ có thể đánh cược thôi. Chúng ta đương nhiên mong chờ thắng lợi, nhưng sự an toàn của mọi người là quan trọng nhất. Thời gian phi hành của họ hết rồi. Nếu như đặt chân ra khỏi vòng tròn thì coi như bị loại. Tưởng nhập phim gì, Marco chẳng. Xin lỗi, ta xuống trước đây. Chỉ còn một người, hẳn chắc rồi. Thời gian phi hành hết rồi, ta đã không còn khả năng lật ngược tình thế. Chiến đấu tập thể cần phải đánh bại tất cả các thành viên mới chiến thắng được. Hiện giờ đội sửa lại khác vẫn còn một thành viên. Một chọn sáu, hắn còn cơ hội không? Người còn không rời đi ư? Tuy chỉ còn một mình ta, nhưng ai thắng ai thua còn chưa chắc đâu. Trạng thái cuồng nhiệt của họ kết thúc rồi. Lấy một địch sáu, người không có khả năng lật ngược tình thế. Chiến lược thực thể của đội cuồng chiến thực ra chỉ còn mình người thôi đúng không? Phản hệ của trạng thái cuồng nhiệt đã khiến đồng đội của cô mất đi năng lực chiến đấu. Màn lật ngược tình thế của Sở Lai Khắc đã bắt đầu rồi. Lật ngược, dựa vào một mình ngươi. Sau khi cuồng nhiệt kết thúc, thực lực suy giảm rất nhiều. Ta còn có cơ hội, cho dù chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể, ta cũng có thể nghiền nát ngươi, hủy ảnh mê tung.
Chính là lúc này. Chỉ cần quăng ngươi ra khỏi đấu hồn đài. Bị hút mất rồi. Sao lại thế được? Hồn hoàn thứ ba của ta là nhân diện ma chu ngàn năm. Nhân diện ma chu. Trận đấu kết thúc rồi, sự là khắc thất quá chiến thắng. Có thể cho ta biết tên của người không? Một thành viên của sự là khắc thất quá thiên thủ Tu La. Kaka, thật ngầu quá. Tiểu Vũ, sao xuống đi. Hôm nay chúng ta giành toàn thắng. Nhất định phải ăn một bữa lớn. Đi, ta mời. Không hổ là đại ca, đúng là hào sảng. Đi thôi, đi nào. Đi, đi theo đi. Tập 38. Nói cho ta biết, có người có cảm giác gì trong trận đấu hồn hôm nay? Lúc thì đấu đơn thì tốt, nhưng lúc đoàn chiến thì chúng ta còn chưa phối hợp ăn ý hoàn toàn. Trong đoàn chiến ta trở thành gánh nặng cho mọi người, mất đi một sức chiến đấu, khiến chúng ta rất khó chiến thắng kẻ địch mạnh. Các người nói không đúng. Điều ta muốn nói là các người hôm nay làm rất tốt, ta rất hài lòng. Tuy rằng các người đúng là chưa hoàn toàn ăn ý, nhưng đây là lần đoàn chiến đầu tiên của các người, mà đối thủ lại là một đội toàn trên cấp 35 và giành được 7 trận thắng liên tiếp. Nhưng các người vẫn có thể giành chiến thắng trong tình huống phối hợp chưa đủ ăn ý. Có thể làm được như hôm nay, các người đã nằm ngoài dự đoán của ta. Tiểu Áo, người không cần tự trách. Người chưa từng ngừng việc giúp đỡ mọi người trong đoàn chiến. Chính là nhờ ma cô chàng phi hành cấp tốc của người mới giúp mọi người hóa nguy thành may trong lúc hèn chốt. Mỗi người các người đều có tác dụng quan trọng trong đoàn chiến. Sự lại khắc thất quái là một nhóm, không thể thiếu bất cứ ai. Này đại sư, hôm nay ông chẳng lẽ cố ý đến đây để khen chúng nó à? Đương nhiên không phải. Ta chỉ muốn nói với chúng, chúng là tốt nhất. Nhưng còn chưa phải hoàn hảo. Ta cho phép các người nghỉ ngơi một ngày, nhưng các người cần phải cùng nhau tổng kết lại những kinh nghiệm sau trận chiến hôm nay. Trước trận đấu hồn ngày kia phải cho ta biết. Còn nữa, trong lúc ta không ở đây, không được gây sự, đặc biệt là không được xích mích với bất kỳ hồn sư nào. Đại sư nói rất đúng, hạn chế hết sức việc gây xích mích. Nhưng nếu có người bắt nạt các ngươi, cũng không được phép làm mất mặt thể diện học viện sử lai khắc chúng ta. Không lâu trước đây đã cho phải một tên. Thank you.
Tiểu Cương, bất ngờ mà chúng mang lại cho chúng ta ngày càng nhiều. Xem ra giao chúng cho ông huấn luyện đúng là quyết định chính xác. Đây cũng là thiên phú của chính chúng. Đối mặt với đội ngũ có cấp bậc bình quân cao hơn 5 cấp, tổng số hồn hoàn nhiều hơn 3 cái, mà chúng có thể giành chiến thắng ngay. Thiên phú đúng là hơn hẳn người thường. Nhưng ta vẫn thua. Sao cái đường tam, tiểu tử Hồng Tuấn kém cỏi lắm. Dạy học bao nhiêu năm, ta cuối cùng vẫn không bằng ông. Đây là điều đương nhiên. Hiếm khi mới thấy ông thừa nhận. Ta là người không dám nhận thua à? Hình như là vậy đấy. Lần trước đánh cược với ta, ông thua 10 kim hồn tệ. Vẫn luôn không thừa nhận. Ông Phật Lan Đức, ta bỗng nhiên muốn uống rượu. Nếu ông đã nhận thua thì mời đi. Được. Xem ta có chuốc các ông say mềm không. Báo danh sửa lại khác thất quái. Thì lai khác. Sử lai khác. Sử lai khác. Trận đấu bắt đầu. Chúng ta là chiến đội sử lai khác. Rất tích cùng ta. Ta đặt cược chiến thắng cho đội sử lai khác. Ta cũng vậy. Ta cũng vậy. Lên mà lên, sắp bắt đầu rồi. Người biết không, gần một tháng nay có một đội đoàn chiến 7 người giữ vững thành tích đầu bảng, toàn thắng. Ta không nghe nhầm đấy chứ. Nghe nói là đầu tiên trong lịch sử tác thác đại đấu hồn trường, có đội ngũ thắng liên tiếp nhiều và nhanh nhất như vậy. Tên của họ là... Làm phiền rồi, báo danh đoàn chiến. Sử lai khắc thất quái. Mà đúng là ngài. Phiền cô mau lên một chút. Tiên sinh, xin chờ một lát. Xin lỗi, khiến ngài chờ lâu. Xin chào, tiên sinh dẫn đội đáng kính. Không biết chúng ta có thể bàn bạc một chút hay không? Sẽ không tốn nhiều thời gian đâu. Là đại diện cho cá nhân ông hay là tác thác đại đấu hồn trường? Đương nhiên là đại diện cho tác thác đại đấu hồn trường. Tiên sinh dẫn đội, tôi sẽ nói thẳng vậy.
Ta đại diện cho Tác Thác Đại Đấu Hồn Trường, hy vọng trận đoàn chiến và sự lại khắc thất quái tham gia hôm nay có thể tiến hành ở Đấu Hồn Trường trung tâm. Điều này hình như không hợp với quy tắc. Theo quy định của Đấu Hồn Trường, chỉ có hồn sư cấp ngân đấu hồn trở lên mới có thể lộ diện ở Đấu Hồn trung tâm. Mà sự lai khắc thất quái đều chỉ là thiết đấu hồn, ngài không cần khiêm tốn. Dựa vào chiến tích tháng này của sự lai khắc thất quái, sau trận đấu hồn hôm nay, tất cả họ đều có thể lấy được huy chương ngân đấu hồn. Cho dù sớm một ngày để trở thành ngân đấu hồn cũng không có gì là không được. Nếu là như vậy, các người hẳn cũng không để ý một ngày hôm nay. Không dám giấu, 3 ngày trước có một đoàn đội hồn sư đến đây. Họ đều là ngân đấu hồn hồn sư. Có phải như là hồn sư do mấy đại quý tộc Tác Thác Thành tìm tới? Liên tiếp 2 ngày, đám đại quý tộc đó đều đặt cược lớn cho họ, mà họ cũng giành được thắng lợi một cách dễ dàng, khiến đại đấu hồn trường bị tổn thất nặng nề. Ngài chắc cũng biết, hồn sư đạt đến ngân đấu hồn thường đều đạt tới cấp bậc trên 40. Nhưng thành viên của đoàn đội này lại toàn hồn tôn, chúng ta không thể phá vỡ quy tắc bởi các đoàn đội hồn tôn chiến đấu với họ. Nhưng nếu tiếp tục thế này, đại đấu hồn trường cũng không thể chịu nổi tổn thất. Chỉ là hồn tôn mà đã đạt được ngân đấu hồn, xem ra thực lực của họ rất mạnh. 2 ngày trước là những đoàn đội nào ngừng chiến với họ? Do Tác Thác Đại Đấu Hồn Trường chúng ta không có đội ngũ ngân đấu hồn cấp hồn tôn, không có cách nào khác, chỉ có thể phái đội ngũ đồng đấu hồn cấp hồn tôn ngừng chiến. Trong đó có đội cuộc chiến, nhưng họ lại thua thảm hại. Trong các đoàn đội cấp hồn tôn, khẳng định đội cuồng chiến là tương đối khả quan. Chẳng lẽ đẳng cấp của đội ngân đấu hồn kia lại cao hơn cả họ? Không phải là vấn đề về đẳng cấp hồn lực, là sự hơn kém về hồn hoàn. Đội ngân đấu hồn này giống sự là khắc thất quái, đều là tổ hợp của các hồn hoàn tuyệt nhất. Tổ hợp các hồn hoàn tuyệt nhất, vậy là hồn hoàn thứ nhất đều là 100 năm, hồn hoàn thứ hai là trên 100 năm, hồn hoàn thứ ba là 1000 năm, thể hiện trên người hồn sư sẽ là 2 vàng 1 tím. Vậy đại đấu hồn trường sao lại cho rằng sự lai khắc thất quái chúng ta nhất định có thể giành chiến thắng? Dù sao chúng ta cũng chỉ có 4 người trên cấp 30, 3 người còn lại còn chưa tới cấp 30. Điều này thì ngài lại khiêm tốn rồi. Sự lai khắc thất quái trong 27 trận đấu hồn trước giành được chiến tích toàn thắng. Đây là điều chưa từng có trong lịch sử Tác Thác Đại Đấu Hồn Trường. Họ nhất định có năng lực đối kháng với đội ngũ ngân đấu hồn kia. Nếu ta nhớ không nhầm, tham gia thi đấu ở đấu hồn trường trung tâm hình như có thêm giải thưởng đúng không? Đương nhiên, tham gia trận đấu ở đấu hồn trường trung tâm, mỗi hồn sư đều có thêm phần thưởng 500 kim hồn tệ. Và lần này các vị là được chúng ta mời. Nếu có thể giành chiến thắng trong lần này, đấu hồn trường sẽ thưởng thêm 1 vạn kim hồn tệ. Một đội ngũ ngân đấu hồn được Tác Thác Đại Đấu Hồn Trường coi trọng như vậy, lại có thêm cả tổ hợp hồn hoàn tuyệt nhất, sự rèn luyện này đúng là có lợi ích rất lớn với sự lai khắc thất quái. Vì trận đấu hồn này, xin ngài để các thành viên của sự lai khắc thất quái đừng tham gia các trận đấu đơn và nhóm đôi trong ngày hôm nay nữa, dùng toàn lực đối phó với đối thủ. Đây là tư liệu về đối thủ của sự lai khắc thất quái hôm nay. Tiểu Cương, ông không nên đồng ý với họ nhanh như vậy. Nếu như bàn bạc thêm, họ sẽ đưa ra nhiều phần thưởng hơn. Lần này nếu như chiến thắng, lợi ích chúng ta đã đạt được là không nhỏ rồi. 1 vạn kim hồn tệ là con số rất lớn. Ta đã nghĩ kỹ rồi, đủ để cho đám nhỏ mỗi đứa 1000, còn lại 3000 để cho học viện, để chi cho giai đoạn huấn luyện thứ 3 của chúng. Các người có ý kiến gì không? Không, không ạ. Được, các người nghiên cứu đối thủ trước đi. Đối với các người, đây sẽ là một trận đấu hồn vô cùng gian nan. Đội trưởng Ngọc Thiên Hằng, Vũ Hồn, Lam Điện Bá Vương Long, Chiến Hồn Sư hệ cường công cấp 39, Hồn Hoàn, 2 vàng 1 tím. Đội phó, Độc Cô Nhạn, Vũ Hồn, Bích Lân Xà, Chiến Hồn Sư hệ khống chế cấp 38, Hồn Hoàn, 2 vàng 1 tím, Đội viên, Áo Tư Là,
vũ hồn, quỷ báo, chiến hồn xương hệ bất công cấp 36, hồn hoàn, hai vàng, một tím, đội viên, Diệp Linh Linh, vũ hồn, cửu tâm hải đường, ký hồn xương hệ phụ trợ cấp 35, hồn hoàn, hai vàng, một tím, đội viên, thạch ma, vũ hồn, quyền vũ quy, chiến hồn xương hệ phòng ngự cấp 37, hồn hoàn, hai vàng, một tím, đội viên, thạch mặc, vũ hồn, quyền vũ quy, chiến hồn xương hệ phòng ngự cấp 38, hồn hoàn, hai vàng, một tím, đội viên ngự phong vũ hồn phong linh điểu chiến hồn xương hệ bất công cấp 36 hồn hoàn hai vàng một tím. Không ngờ lại mạnh đến vậy. Ta đã gần đoán ra lai lịch của chiến đội hoàng đấu này rồi. Tiểu Tam, sư phụ, lần này tuy rằng ta vẫn yêu cầu không được sử dụng ám khí, nhưng ta cho phép con sử dụng bát chu hồn cốt. Không đến bước đường cùng quyết không thể nhận thua. Sư phụ, chúng ta thực sự không còn cách nào chiến thắng đối thủ. Thuyết minh độc quyền bởi EV2.30%, mà cơ hội chủ yếu nằm ở con, Mộc Bạch và Trúc Thành. Bảy người trong đội họ, dựa theo thông tin ở đó, là một tổ hợp vô cùng hoàn thiện. Hai người mà các người phải chú ý nhất chính là đội trưởng và đội phó của họ, hồn sư Lam Điện Bá Vương Long và hồn sư Bích Lân Xà. Lam Điện Bá Vương Long. Lam Điện Bá Vương Long được phong là thú vũ hồn công kích mạnh nhất. Địa vị của nó trong thú vũ hồn tương đương với thất bảo lưu ly tháp của Vinh Vinh trong hệ phụ trợ. Vậy đội trưởng của họ chẳng lẽ là người của gia tộc Lam Điện Bá Vương Long? Ngoại trừ gia tộc Lam Điện Bá Vương Long, ta còn chưa từng nghe thấy nơi khác có hồn sư Lam Điện Bá Vương Long. Bối cảnh của hoàng đấu đúng là rất kinh người. Không chỉ đội trưởng và đội phó, Huyền Võ Quy cũng là vũ hồn ngang danh với Lam Điện Bá Vương Long. Trong các vũ hồn phòng ngự, đó cũng là thứ đỉnh cấp. Còn hồn sư Bích Lân Xà này, cô ta khiến ta nhớ đến một người. Phất Lan Đức, cô còn nhớ người đó chứ? Bích Lân Xà. Ý ông là? Tập 39. Ý ta chính là ông ta. Vũ hồn Bích Lân Xà trên đại lục này cũng giống như vũ hồn của các đại gia tộc, thuộc về vũ hồn hiếm thấy. Viện trưởng, đại sư, rốt cuộc hai người đã nói tới ai vậy? Trong các hồn sư có vũ hồn này, chỉ có một người vang danh trong giới hồn sư. Ông ta được gọi là Bích Lân Đấu La. Ý ngài là người được coi là độc bá thiên hạ. Bích Lân Đấu La, rất khó đối phó ư? Ngoài ông ta ra thì không còn ai khác. Mà đội phó của chiến đội hoàng đấu cũng giống với vị Bích Lân Đấu La đó, họ kép độc cô. Sư phụ, hồn sư Bích Lân Xà của họ là hệ khống chế. Vậy cô ta rốt cuộc là khống chế bằng cách nào? Vũ hồn là rắn, đương nhiên không phải giỏi khống chế. Độc. Nếu như là vậy, thì ta đúng là có cơ hội chiến thắng họ. Tiểu Tam, đừng khinh địch. Sức sức giải độc của áo tơ ca chỉ là một kỹ thứ hai. Hay là không thể ngăn cản được độc của Bích Lân Xà. Vâng, sư phụ. Đại sư, con có thể góp ý không? Ngươi nói đi. Trong đấu hồn, mục đích chính của chúng ta nhất định phải là hồn sư hệ phụ trợ của họ. Tại sao? Còn biết vũ hồn cửu tâm hải đường đó, năng lực của nó chỉ có một, đó là trị liệu toàn cơ thể. Trị liệu toàn cơ thể. Trình độ trị liệu tùy thuộc vào khống chế của hồn sư. Đẳng cấp càng cao, hồn hoàn càng nhiều, hồn lực được dùng để trị liệu sẽ càng nhiều. Cha con nói rồi, có hồn sư cửu tâm hải đường, muốn chết cũng khó. Đây là một đội gần như hoàn mỹ. Chúng ta có thể thắng. Mộc Bạch, Tiểu Áo, Béo, Tiểu Vũ, Vinh Vinh, Trúc Thành, các người quên rồi ư? Chúng ta đã đạt được thành tích 27 trận thắng liên tiếp. Thử hỏi trận chiến nào của chúng ta không phải là giành chiến thắng trước đối thủ mạnh chứ? Chúng ta có vũ hồn hệ cường công đỉnh cấp của Mộc Bạch, có hỗ trợ tiếp tục chiến đấu của Tiểu Áo, còn thú vũ hồn biến dị đỉnh cấp của Béo, còn nhu kỹ thần kỳ của Tiểu Vũ. Vinh Vinh, chả lẽ cô cũng cho rằng thất bảo lưu ly tháp không sánh được với cửu tâm hải đường ư? Còn Trúc Thành, tốc độ của cô là nhanh nhất trong các hồn sư hệ bất công trung cấp mà ta từng thấy. Từ đối phương mạnh, nhưng chả lẽ chúng ta lại yếu? Nếu chúng ta ngay cả lòng tin chiến thắng cũng không có, thì cần gì phải tham gia trận đấu hồn này?
Tiểu Tam, để nói rất đúng. Sự lại khắc thất quái chúng ta chưa từng e sợ bất kỳ ai. Đúng, sự lại khắc thất quái tất thắng. Đúng, sự lại khắc thất quái tất thắng. Tất thắng. Tất thắng. Các người nói xem, hôm nay đấu hồn trường sẽ sắp xếp cho chúng ta đối thủ như thế nào? Đối thủ nào cũng vô dụng. Căn bản không ai có thể sánh được với chúng ta. Còn nữa, Linh Linh, nếu như chúng ta bị thương, cô phải chữa trị cho ta đầu tiên đấy. Sư phụ, lần này, e giờ các người gặp phải đối thủ rồi. Đây, đây là đối thủ hôm nay của các người. Chiến đội sử lai khắc thất quái, 7 thành viên, huy chương thiết đấu hồn, điểm số của họ đạt đến trình độ ngân đấu hồn. Mời tác khắc đại đấu hồn trường đã quyết định cho họ tư cách ngân đấu hồn sớm, vừa thích hợp để khiêu chiến các người. Cho tư cách ngân đấu hồn sớm, tác khắc đại đấu hồn trường đã không còn đội ngân đấu hồn nào khác nữa ư? Không được khinh địch. Sử lai khắc thất quái trước kia đã từng thắng đội cuồng chiến. Đội cuồng chiến, họ làm sao mà thắng được? Mấu chốt nằm ở người này. Hồn sư Lam Ngân Thảo. Ngoài ra, hồn sư Thất Bảo Lưu Ly Tháp cũng cần chú ý. Đội trưởng cũng đáng quan tâm. Nếu thực lực không xuất chúng thì không thể trở thành đội trưởng được. Trận đấu hồn này ác sẽ không dễ dàng giành chiến thắng. Còn một điều nữa là yêu cầu của ta đối với các người, cho dù thắng thua thế nào cũng không thể khiến đối thủ bị trọng thương. Nhãn Tử, đặc biệt là cô, nếu họ trúng độc của cô, sau khi kết thúc trận đấu phải giải độc cho họ ngay. Tại sao? Sau khi kết thúc trận đấu, ta sẽ nói với các người. Mọi người đến với tác thác đại đấu hồn trường. Rất vinh hạnh được gặp lại các vị khách quý. Ta chính là người dẫn chương trình cho trận đoàn chiến hôm nay. Đậu đậu. Tiếp theo xin mời thành viên hai đội lên sân. Tóc tím mắt xanh. Thế giới này tồn tại màu tóc và màu mắt như vậy à? Không hổ là đấu hồn trường trung tâm, hoành tráng thật. Đây là đấu hồn trường quy cách cao nhất ở Tác Thác Thành. Đấu hồn đài đường kính 70m, có 2 vạn chỗ ngồi. Làm theo phong cách nơi đấu thú cổ đại, là muốn thể hiện sự kính trọng với các đấu sĩ thời viễn cổ. Ông quen người đầu lĩnh của họ. Đợi kết thúc trận đấu sẽ nói với ông. Tên này không dễ đối phó. Hai chiến đội chú ý. Hiện giờ các người có 1 phút để triệu hoán vũ hồn của mình. Khi ta tuyên bố bắt đầu là có thể công kích, cho đến khi một đội nhận thua hoàn toàn ngã xuống hoặc ra khỏi phạm vi đấu hồn đài là trận đấu kết thúc. Hiện giờ phóng ra vũ hồn của các người đi.
Đây chẳng lẽ chính là... Để mở rộng kiến thức rồi đúng không? Đây chính là gia tộc thứ ba thiên hạ, là vũ hồn chỉ thuộc về gia tộc Lam Điện Bá Vương Long. Vũ hồn Lam Điện Bá Vương Long là vũ hồn đỉnh cấp và lại không giống với các vũ hồn khác. Hồn hoàn mà Lam Điện Bá Vương Long thu được bắt buộc phải là hồn thú Á Long mới được. Điều này có nghĩa là hồn kỹ của nó cũng vô cùng mạnh mẽ. Sư phụ từng nói, hồn sư Lam Điện Bá Vương Long được coi là hồn sư hệ cường công khủng khiếp nhất trong cùng cấp. Xem ra giống như dữ liệu, hắn có tự tin tuyệt đối vào thực lực của mình. Đấu hồn bắt đầu. Hồn kỹ thứ nhất, Bạch Hổ Hậu Thần Trưởng. Toàn bộ là những hồn hoàn thích hợp nhất, hai vàng một tím, áp lực mà chúng mang tới là khó sánh được, cho dù là chất lượng vũ hồn hay là phối hợp hồn hoàn. Lần này sự lại khắc thất quái đều thuộc về phe yếu, mà đây chính là ưu thế của họ khi đối mặt với các đội khác. Ưu thế trở thành khó khăn. Tiểu Tam, ngươi định làm thế nào đây? Khí thế của ta bị hai người kia chặn lại rồi, không thể mang tới áp lực cho tất cả thành viên phía sau của đội hoàng đấu. Giải quyết hai tên trước. Qua lại rồi. Bất chết. Tính nhầm rồi. Không có vũ hồn huyền vũ quỳ lại mạnh như vậy. Người chung kế rồi. Một cái thứ nhất, Lương Đình Long Chảo. Hỏng rồi. Trên không trung sắp được chốt đi đâu. Người trúng kế là ngươi. Tập 40. Ah!
Lam Điện Bá Vương Long đúng là phải có uy lực như vậy. Nhớ lấy, chỉ khi tập hợp sức mạnh của bảy người các người thành một thể mới có thể bù đắp sự cách biệt về thực lực hai bên. Sao có thể khống chế được mỗi cây lam ngân thảo như thể tay chân của mình vậy? Kéo chúng cần tới sức mạnh, muốn khống chế phù hợp tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Lại còn phải cùng lúc khống chế 6 đồng bạn. Chỉ dùng sức mạnh khống chế lam ngân thảo đương nhiên là khó. Nhưng ta có tuyệt học khống chế cầm long của Đường Môn, hoàn toàn có thể khống chế tất cả. Sư phụ nói không sai. Người đúng là người cần được chú ý đặc biệt. Lôi đình long chảo, tử cực ma độc. Không hay, trúng kế rồi. Đẳng cấp của đối thủ cao hơn chúng ta rất nhiều. Vì vậy, chúng ta tuyệt đối không thể đối chọi trực tiếp. Tam ca, phải có cách gì không? Mấu chốt để giành chiến thắng là ở hắn. Ngọc Thiên Hằng, người này có thực lực rất mạnh, là đội trưởng của Hoàng Đấu, là mũi mát sắc bén nhất của cả đội Hoàng Đấu. Nếu có thể bẻ gãy mũi mát này trước, cán cân thắng thua sẽ thay đổi ngay lập tức. Nhưng chúng ta phải đánh ngã hắn bằng cách nào? Ngọc Thiên Hằng xuất thân từ gia tộc Lam Điện Bá Vương Long, tính cách nhất định sẽ vô cùng kiêu ngạo. Chúng ta có thể lợi dụng điểm này. Tiểu Tam, quả đúng là đã trở thành một cao thủ chiến thuật rồi. Dùng công kích của Mộc Bạch làm mồi nhử đối thủ, mà có lẽ dùng Lam Ngân Thảo giúp Mộc Bạch tránh khỏi công kích của Ngọc Thiên Hằng. Mục đích không phải chỉ là cứu viện Mộc Bạch, điều quan trọng hơn là thu hút chú ý của Ngọc Thiên Hằng để hắn chú ý con. Dụ kẻ địch tiến sâu vào. Là đội trưởng của chiến đội Hoàng Đấu, còn đúng là bình tĩnh, đáng tin cậy, thực lực mạnh mẽ. Nhưng sâu trong thâm tâm người, đối với đội ngũ có lực yếu hơn rõ rệt như vậy, vẫn là quá sơ sót. Cuối cùng mắc câu. Thiên Hằng, kiêu ngạo của Lam Điện Bá Vương Tông làm ngươi coi thường đối thủ. Quấn quanh. Sự phối hợp tuyệt diệu. Ngọc Thiên Hằng sẽ đối phó với tình huống bất lợi này ra sao? Chính là chờ thời khắc này. Ta căn bản không cần sợ. Màn vây công của các người là cơ hội để ta một kích đánh bại toàn bộ. Bạch Hổ Liệt Quang Ba, Lôi Đình Chi Nộ. Đây thực sự là trận đấu hồn giữa hồn tôn à? Lam Điện Bá Vương Long đúng là không thể coi thường. Mạnh thật, vốn Lam Ngân Thảo không sợ điện, nhưng năng lượng mà Lôi Đình Chi Nộ mang tới lại quá mạnh. Lam Ngân Thảo căn bản không chịu được.
chiến thuật sự địch vào của sự lãnh khắc thất quán tuy đạt hiệu quả, nhưng đồng thời cũng khiến bản thân họ rơi vào nguy hiểm. Lôi đỉnh chi nộ của Thiên Hằng có thể tăng lực lôi điện lên gấp đôi. Lực công kích của hồn kỹ thứ hai Lôi đỉnh vạn quân lại càng có thể cùng lúc tạo ra sát thương tới toàn bộ sự lãnh khắc thất quái, hay cho một chiêu lấy tiến làm lùi. Đáng tiếc, sự lãnh khắc thất quái có thể giành được chiến tích 27 trận thắng liên tiếp ở Tác Thác Đại Đấu Hồn Trường, sao có thể dễ dàng bị đánh bại như vậy? Vũ hồn Lam Điện Bá Vương Long tuy mạnh, nhưng dù sao ngươi cũng chỉ có một thân một mình. Tuy rằng Lôi Đỉnh Vạn Quân rất đáng sợ, nhưng lại là công kích phạm vi. Công kích của Mộc Bạch là cá nhân, cho việc ngưng tụ hồn lực thì Bạch Hổ Liệt Quang Ba chiếm ưu thế. Nhưng Ngọc Thiên Hằng cũng chỉ lui về sau nhiều hơn Mộc Bạch một bước, đủ để thấy Vũ hồn Lam Điện Bá Vương Long bá đạo tới mức nào. Do từ lửa ngăn cách, các thành viên hoàng đấu không thể chi viện. Cho dù hồn lực của tiểu vũ thấp hơn đối thủ 8 cấp, nhưng lúc này trạng thái cơ thể của Thiên Hằng đã giảm mạnh, mà tiểu vũ lại được thoát bảo lưu ly tháp tăng phúc lên 30%. Thiên Hằng căn bản không có khả năng ngăn cản nhu kỹ của tiểu vũ. Hồn kỹ thứ nhất, yêu cùng. Kể từ khi Thiên Hằng vọt qua hồn sư Huyền Vũ Quy để công kích, cho đến khi sự lãnh khắc thất quái hoàn thành việc vây công đánh Thiên Hằng trọng thương, toàn bộ quá trình cũng chỉ diễn ra trong vài hơi thở ngắn ngủi mà thôi. Nhưng bây giờ mới là thời khắc then chốt nhất. Ta phải giết các ngươi! Không hay, nhạc tử, không được dùng độc của Bích Lân Xà. Là tuyệt học của độc cô nhạn, Bích Lân Xà độc. Độc của Bích Lân Xà Hoàng vô cùng nguy hiểm, cho dù là mạnh như Thiên Hằng cũng không dám sợ ý chạm phải. Mà lúc này lại là công kích do hồn kỹ thứ ba phát động ra. Tác dụng của độc tố vô cùng nhanh, một khi chạm phải xương độc, chỉ thoáng chốc đã hóa thành nước. Quả đúng là Bích Lân Xà độc. Cô bé này giống hệt ông ta, độc ác thâm hiểm. Không biết Tiểu Tam... Về cả đây! Tuy rằng Nhạn Tử thường ngày hơi lười nhác, nhưng nếu có người làm Thiên Hằng bị thương, Nhạn Tử sẽ tức giận vô cùng. Hiện giờ nó đã quên lời ta dặn trước trận đấu. Tính mạng của sự lãnh khắc thất quái hay là sẽ gặp nguy hiểm. Đám tiểu quái vật không sao chứ, chỉ là Bích Lân Xà cho Bích Lân Ngũ Độc mà thôi. Xem ta phá độc xà của cô đây. Lão đại, béo, vùng vẫy vô dụng. Bạch Hổ Liệt Quang Ba, Vượng Hoàng Hỏa Tuyết. Là dữ ấu. Không, không thể nào. Ngươi làm sao có thể phá được Bích Lân Tử độc của ta? Bích Lân Xà độc chỉ là chuyện cỏ con. Độc vốn là tuyệt kỹ thành danh của đường môn. Ta thêm bột hồng hoàng vào trong rượu, dùng lửa phượng hoàng đốt cháy. Cho dù xà độc có mạnh đến đâu thì cũng sẽ bị hóa giải. Lại có cách phá giải kỳ diệu như vậy. Một chút khó khăn đã khiến các người e sợ đối thủ như vậy ư? Cửu tâm hải đường. Cửu tâm hải đường. Cửu tâm hải đường. Chúng ta đã xem nhẹ hồn sư này rồi. Không hay, sự lãnh khắc thất quái có thể đánh phủ đầu là do hoàng đấu sơ ý. Nhưng lần này là chúng ta sơ ý thật rồi. Sự lãnh khắc thất quái phối hợp ăn ý, nhưng hoàng đấu cũng không kém. Linh Linh thường ngày lãnh đạm, nhưng trên thực tế nó quan tâm đến an nguy của đồng bạn hơn bất kỳ ai. Cũng chính là nhờ có cửu tâm hải đường của Linh Linh chữa trị toàn cơ thể làm lá chắn, đám người Thiên Hằng mới có thể thẳng tiến không lo. Các người sơ ý rồi. Tuy rằng độc của Bích Lân Xà không hiệu quả, nhưng lại tranh thủ được thời gian quan trọng nhất. Hỏng rồi. Linh Linh nói đúng. Chúng ta còn đang chờ gì nữa? Ra tay. Cục diện tốt đẹp mà Tiểu Tam khó khăn lắm mới xây dựng được đã không còn.
Đoàn chiến thực sự lúc này mới hoàn toàn triển khai là độc khí Otaka. Cơ thể của hắn không hề khôi phục về trạng thái tốt nhất. Tuy rằng vết thương khép lại nhưng hồn lực không hề khôi phục, những nơi bị gãy xương cũng không hề khỏi hẳn. Tốc độ của hồn sư hắc báo này nhanh hơn trúc thành, hơn nữa thế công hùng mãnh. Hắn muốn mượn việc không ngừng công kích để tiêu hao hồn lực của trúc thành. Áo Tư La tuy rằng hơi kiêu ngạo, nhưng trước này vẫn luôn quán triệt chiến thuật, đặc biệt là khi gặp phải đối thủ giống mình. Tính cách muốn làm đối phương cục ngã hẳn của hắn đã lộ ra rồi. Công kích thật chuẩn. Người này trông có vẻ vô tư, sao lại ra tay độc ác như thế? Đối thủ mà Trúc Thanh và Hồng Tuấn đối mặt hồn lực đều cao hơn 7-8 phần. Cho dù có tăng phúc của thất bảo lưu ly tháp, nhưng không thể bù đắp được cách biệt về một cái hồn hoàn. Nhiều hơn một hồn hoàn không chỉ đơn giản là nhiều hơn một hồn kỹ. Hiệu quả lúc hấp thu hồn hoàn là nâng cao tất cả thuộc tính. Tấm phòng ngự mạnh nhất của hồn sư Vũ Quy là Quy Giáp. Lần này Quy Giáp không còn, lực phòng ngự của bản thân họ sẽ giảm mạnh. Phòng ngự Quy Giáp để dùng cấp Lam Ngân Thảo, Huyền Vũ Quy và Lam Điện Bá Vương Long đều là vũ hồn đỉnh cấp. Độc quyền bởi TV dành cho chân đệ thành gia này còn mạnh hơn tưởng tượng. Trước này, điều khiến mọi người chú ý tới Hoàng Đấu nhất đều là đội trưởng Ngọc Thiên Hằng, hồn sư Lam Điện Bá Vương Long. Nhưng trên thực tế, luận về lực chiến đấu, huynh đệ thạch gia không kém Thiên Hằng bao nhiêu. Không còn quy giáp, xem các người phòng thủ ra sao. Tiểu Phúc, cẩn thận! Không hay, tiểu vũ ở trên không không thể di động. Hứa sẽ mãi mãi bảo vệ muội. Ca, Tiểu Vũ. Tiểu Vũ. Không. Tiểu Vũ. Đừng nói gì cả. Huyền Thiên Công cuối cùng cũng bảo vệ được hai mặt tâm thế, máu đang ngừng chảy. Lại dám làm Tiểu Vũ trọng thương. Sao vậy? Sao ta lại cảm thấy áp lực đặc thù trên người hắn? Hồn kỹ thứ ba, Phong Vân khởi dụng.